Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 141, Tạ thị có hỉ, năm. Gương mặt Bạch Di nương lo lắng nhìn sắc mặt giận dữ của Tommy, vội vàng nói, có mấy lời muội muội tốt nhất nên nghe, lão phu nhân xưa nay chỉ cần tôn tử, bây giờ muội hoài thai con nối dòng của thẩm phủ, So với thủy di nương lại càng thêm tôn quý, ngày hôm ấy lão phu nhân cũng đã nổi giận đến váng đầu, "Muội đừng nên để chuyện này ở trong lòng nữa, nàng ấy cũng đã bị phạt quỷ ở từ đường, đến lúc được ra ngoài, chắc chắn sẽ không còn như vậy nữa." Sau này ra ngoài sao? Nhớ lại nhan sắc của thủy di nương, mấy ngày nay còn nghe được lão phu nhân đối xử với thủy di nương có bao nhiêu thiên vị, lông mày tô mi nhăn lại, tay không ngừng chậm rãi vuốt ve bụng mình một lúc sau nàng ta đứng lên nói với bạch di nương muội hơi mệt đi về trước để nghỉ ngơi sau này lại đến chỗ tỷ nói chuyện vậy bạch di nương cũng đứng dậy vẻ mặt vui mừng nói mi cô nương chịu đến thăm là tốt rồi viện của tỷ bình thường cũng yên tĩnh muội thường xuyên đến đây ta cũng có thể được lây một ít may mắn của muội tô mi gật đầu được bích vân đỡ lấy rồi đi ra ngoài bạch di nương vẫn đứng trước rèm cửa nhìn bóng lưng của hai người dần xa, nụ cười châm chọc không mảy may lộ ra ngoài, chậm rãi buông rèm cửa xuống. Diệp Nhi đi theo phía sau nói, Bạch Di Nương, sao người lại khách khí với nàng ta như vậy, người xem vừa nãy nàng ta còn nói cái gì, không phải nô tỳ suối bầy trước mặt người, nhưng cô ta chỉ là một thông phòng, trước mặt người không hành lễ thì thôi lại còn cao ngạo, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống mà nói chuyện, nàng ta dựa vào cái gì chứ bạch di nương không nói câu nào đi đến trước chậu rửa mặt cạnh bàn trang điểm kéo một mảnh khăn bông nhúng vào trong chậu nước trà sát một lúc rồi vắt hết nước mới đi về phía phòng khách diệp nhi vẫn đi phía sau như trước vì nàng mà bất bình nàng ta bây giờ lúc nào cũng tôn tử tôn tử ai biết được trong bụng cô ta là con trai hay con gái nếu là con gái làm sao có thể vượt qua được phu nhân đã sinh hạ đại tiểu thư Thủy Di Nương sao không hạ thật nhiều dược cho cô ta, thạch tín hay là hạc đình hồng gì đó cho xong luôn đi, xem cô ta còn có thể đắc ý nữa được không? Bạch Di Nương cầm lấy cái khăn, ở chỗ Tô Mi vừa ngồi dùng sức lau mạnh, Diệp Nhi bước nhanh về phía trước, giành lấy cái khăn của nàng, lại nói, Di Nương, người đúng là thích sạch sẽ, mỗi lần bất kể là ai đến, chạm vào chỗ nào, người đều phải lau. Tô Mi ra khỏi xương lộ viện, sắc mặt vẫn không được tốt. Bích Vân nghe đại phu nói qua, phụ nữ có thai thường vui giận thất thường, cẩn thận đỡ nàng ta đi. Nhưng không ngờ, lúc đi đến lối rẽ, Tô Mi không hướng về Lan Tâm Viện mà rẽ về hướng Bắc của Hậu Viện. Mi cô nương, Lan Tâm Viện ở bên kia, Bích Vân nhắc nhở. Đôi mắt đẹp của Tô Mi mang theo một tia tàn khốc, không, chúng ta đến từ đường. Bích Vân vừa nghe vậy, sắc mặt sừng sốt, từ đường sao? Mi cô nương, người đến đấy làm gì? Tô Mi không ngốc mà nói ra, cô ta quay đầu nhìn Bích Vân, ta muốn đến đấy một lát, sao vậy, không thể đi sao? Biết tính tình nàng ta không tốt, lại đang có thai, trong lòng Bích Vân đoán nàng ta đi từ đường không phải là để cung bái tổ tiên, lúc này Thủy Di Nương đang bị nhốt ở từ đường, chẳng lẽ Mi cô nương muốn tìm Thủy Di Nương để báo thù? Bích Vân nhìn bụng của Tô lo lắng mà nhắc nhở, Mi cô nương vẫn nên thận trọng suy nghĩ, người bây giờ đang mang thai, đến từ đường không thích hợp, nếu nhỡ may tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng, nô ỷ đúng là không đảm đương nổi. Nếu không mang thai, Tommy chắc chắn sẽ không đi. Vừa rồi ở chỗ Bạch Di nương, nghe nàng ấy nói hóa ra Thủy Di nương ở trong phủ ỷ có lão phu nhân cưng chiều mà kiêu ngạo phách lối, ngay cả Tạ thị cũng không cho vào mắt. Nàng ta bây giờ tuy có thai, lão phu nhân mặc dù quan tâm nàng ta gấp trăm lần cũng bởi vì đứa nhỏ trong bụng nhưng lão gia từ lúc nàng ta trở về một ngày cũng không nhìn đến nàng chắc chắn là lần trước mời đạo sĩ đến đã làm lão gia nổi giận cho dù trong bụng nàng có đứa nhỏ lão gia cũng không để ý đến nàng giờ đây tất cả của nàng đều chỉ dựa vào đứa nhỏ này tuy rằng nàng ở bên ngoài nói đứa nhỏ trong bụng là con trai mọi người đều nịnh bợ nàng như vậy nhưng nàng cũng không ngu xuẩn như thế nếu đến lúc sinh được nhi tử địa vị trong phủ là nước lên thuyền cũng lên theo nhưng nếu là nữ nhi vậy không phải là nơi nơi đều chịu cảnh kèn cựa sao đặc biệt là thủy di nương lúc nàng mang thai còn dám hạ dược nàng đến lúc nàng sinh nữ nhi chẳng phải là đường đường chính chính chèn ép nàng sao nàng chỉ là một thông phòng sao có thể cùng một di nương có lão phu nhân làm chỗ dựa mà tranh đấu Bây giờ chỉ có cách ra tay trước để chiếm lợi thế, thừa dịp đứa nhỏ trong bụng còn chưa được sinh ra, nàng đến từ đường, chỉ cần nói với Thủy Di nương mấy câu rồi giả vờ ngã sấp xuống, nói là Thủy Di nương xô ngã nàng, đến lúc lão phu nhân biết được tất nhiên là giận tím mặt, Thủy Di nương vốn chỉ ở từ đường mà hối lỗi, sẽ bị đóng gói đuổi về nhà mẹ đẻ. Nàng một đường suy tư, đi đến cửa từ đường, bên ngoài có hai bà tử đang canh gác, vừa thấy nàng đến, cung kính hành lễ, mi cô nương. Mở cửa ra, ta muốn vào gặp Thủy Di Nương. Tô mi nâng cầm lên, nhíu mày ra lệnh. Hai bà tử liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng do dự. Các bà phụ mệnh canh gác ở chỗ này, không cho người vào thăm Thủy Di Nương. Nếu làm vậy, có vẻ không ổn cho lắm. Các người có ý gì? Chẳng lẽ ta vào thăm Thủy Di Nương cũng không được sao? Các người nếu làm ta tức giận đau bụng, thì đợi xem ta đến chỗ lão phu nhân cáo trạng các ngươi. Cái bụng của Tô Mi lúc này là vũ khí vạn năng ở thẩm gia, hạ nhân đều phải vô cùng cung phụng, đặc biệt là các bà tử. Bây giờ nàng ta được lão phu nhân coi trọng, nếu nàng ta vô cáo thành công, lão phu nhân biết được thì người chịu khổ chính là các bà. Đoán được Tô Mi vì bị hạ dược mà tức giận, muốn đi vào hạ nhục Thủy Di Nương, cũng không phải là chuyện gì to tát, liền mở cửa ra trên mặt Tommy thoáng qua một tia đắc ý khóe miệng gợi lên nụ cười hiểm độc nói với bích vân ngươi đứng gác ở bên ngoài không cho ai đi vào nói xong nhấc chân bước vào bích vân muốn cản lại cũng không được mà không cản cũng không xong chạy nhanh lại nói với một bà tử ngươi nhanh chạy đến lan tâm viện gọi trần ma ma đến đây càng nhanh càng tốt chỉ có trần ma ma nói Tommy mới đôi lúc nghe theo những người khác nói tuyệt nhiên là không có tác dụng bà tử kia cũng biết Bích Vân là nô tỳ bên người lão phu nhân, nhanh chân chạy đi lan tâm viện. Bích Vân đứng ở cửa, vỉnh tay nghe ngóng động tĩnh bên trong, mắt luôn nhìn phía trước, cho đến lúc qua hơn hai nén hương, phía trước mới có một phụ nhân cao gầy, mặc bộ đồ màu nâu, đúng là Trần Ma Ma, vội vàng chạy đến, bà vừa nghe lời bà tử kia nói, liền biết không tốt, nhanh chân chạy về từ đường. Tô Mi vào từ đường, Phía trước có một trận gió lạnh âm u thổi đến, toàn thân run rẩy, lại nhìn bên trong từ đường to như vậy, ở góc phía đông có một cái giường trúc nhỏ dài hai tấc, bên trên trải chăn tơ lụa thật dày, cạnh giường còn có một cái kệ, bên trên đặt một bát vải mới làm xong. Nàng âm thầm cười lạnh, quả nhiên trong lòng lão phu nhân vẫn còn lo lắng cho Thủy Di nương, lão phu nhân có người cháu quý báu như vậy, Thủy Di nương phạm lỗi lớn như thế, mà còn có thể sai người đưa vải đến đúng là thím cháu tỉnh thâm chú ý nhìn quanh một lượt trong lòng càng chắc chắn phải trừ bỏ thủy di nương mà lúc này thủy di nương nghe thấy thanh âm mở cửa vốn nghĩ lão phu nhân nhớ đến mình nên đến thăm ai ngờ nhìn thấy chính là tô mi vẻ mặt hồng nhuận bụng đang nổi to lên trong tức khắc vẻ mặt suy sụp người đến đây làm gì tô mi nhìn nàng ta quỳ ở bồ đoàn sao chép kinh thư tinh thần cũng phấn chấn hơn cảm giác mình cũng cao hơn một bậc Ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói Thủy Di Nương ở từ đường chép Kinh Thư, ta đến thăm một lúc. Nàng ta cố ý khoa trương, nhìn xung quanh, nơi này lạnh lẽo ẩm ướt, cũng không phải là nơi người có thể ở, Thủy Di Nương đúng là đáng thương. Thủy Di Nương bị diễu cợt trào phúng như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ném bút lông đang cầm trong tay, đứng lên nói, Ngươi chỉ là một ả à thông phòng, muốn ra oai trước mặt ta từ đường này là nơi một thông phòng không danh không phận có thể đi vào sao? Đúng là to gan, ngươi đùng tưởng rằng ngươi tài giỏi gì, ta nói cho ngươi biết, ta mới là lương thiếp lão gia cưới hỏi đàng hoàng, ngươi chỉ là thông phòng, chính là một đứa nô tỳ, thấy mình mang thai cứ nghĩ là mình giỏi sao? Là con trai hay con gái vẫn chưa biết đâu, ngươi cho rằng mình có thể thành thẩm phu nhân sao? Sắc mặt Tommy tức khắc trở nên khó coi, một lần nữa đặt chân vào thẩm phủ, nhưng là được lão phu nhân coi trọng, sai người cẩn thận hầu hạ, nha hoàn bà tử trong phủ nhìn thấy nàng ta đều phải tươi cười hòa nhã, người người đều nịnh bợ nàng ta tương lai là sườn phu nhân mà lấy lòng, nhưng thủy di nương một câu thông phòng lại thêm một câu nô tỳ, làm tổn thương đến kiêu ngạo nằm sâu trong lòng nàng ta, thế nên không khách khí mà đáp lại, thế thì sao? Ta biết là ngươi đang ghen tị ta, ngươi thử nhìn mình xem. Gà cho lão gia cũng được 10 năm, bụng ngay cả lùi lên cũng chưa từng có một lần, chỉ là gà mái không biết đẻ trứng mà nghĩ mình là cái gì đó cao quý, di nương thì sao, di nương mà không sinh được con thì ngay cả nô tỳ cũng không bằng. Lời này kích thích chúng nỗi đau của Thủy Di Nương, không mang thai không chỉ là nỗi đau của tạ thị, mà cũng là nỗi đau của nàng ta, nàng ta dáng vẻ xinh đẹp, lại có lão phu nhân làm chỗ dựa Nuối tiếc duy nhất là cái bụng lại thua kém như vậy, nếu có thể sinh con trai, vị trí thẩm phu nhân này còn có thể của tạ thị sao? Không phải là đã sớm thuộc về nàng ta, hai tròng mắt cô ta hừng hực như lửa cháy, chằm chằm nhìn vào bụng tô mi, nàng ta không có thai, tiện nhân này vì cớ gì mà lại có. Trong đầu nghĩ như vậy, thân mình cũng di chuyển, dùng lực hướng về phía tô mi, mà đáy mắt tô mi hiện lên một tia vui mừng, nàng ta luôn chờ cơ hội này cẩn thận nhìn hướng Thủy Di Nương chạy đến, chuẩn bị nhẹ nhàng mà tránh đi, sau đó khéo léo giả vờ ngã, giả vờ đau bụng, để xem lúc đó Thủy Di Nương còn có thể thoát được hay không. Chiều này là từ lúc nàng ta chưa gả đi, thường dùng để đối phó với các thứ nữ tỉ muội khác. Đáng tiếc, lần này nàng ta đoán sai năng lực của mình, năm đó nàng ta còn chưa mang thai, eo nhỏ, thân thể nhẹ nhàng, động tác này đúng là vô cùng quen thuộc nhưng bây giờ trong bụng là thai nhi năm tháng. Hơn nữa thân thể vừa dưỡng tốt, nhưng đã vận động nên có chút mệt mỏi. Lúc nàng ta muốn tránh sang một bên, không may chân trái vướng lấy chân phải, cả người không khống chế được mà ngã về phía sau. chương 142, Tạ Thị có hỉ, 6. Trần mama vội vàng chạy về phía từ đường, lại nghe Bích Vân ở bên cạnh nói. Mi cô nương muốn đi tìm Thủy Di Nương gây khó dễ, nô tỳ khuyên bảo thế nào cũng không được. Trần Mama làm sao còn quan tâm đến những điều này? Bà lao thẳng vào trong, cửa vừa được mở ra, tình cảnh bên trong đáng sợ đến mức làm tim hai người nhảy dựng lên. Thủy Di Nương đang cúi đầu xông về phía Tommy, nhìn thấy nàng ta sắp lao đến, thân hình Tommy cũng lệch về phía sau, Trần Mama tiến lên, đỡ lấy sau lưng Tommy, mà Bích Vân sợ đến mức giật mình, xông lên ôm lấy người Thủy Di Nương đẩy ra. Bịch hai tiếng đồng thời vang lên. Thủy Di Nương va vào tường, trên trán bị một vết rách, máu chảy ròng ròng, mà Tommy thì ngã trên mặt đất. Mặc dù có Trần Ma Ma làm đệm đỡ phía dưới, đã giảm hơn một nửa lực va đập, nhưng bụng vẫn âm ỉ đau, kêu gào ầm ĩ. Lần này làm hai bà tử canh giữ bên ngoài sợ đến mức không biết làm gì, cho đến khi Bích Vân quát lên, còn không đến đây đỡ mi cô nương dậy, đứng ở đấy làm gì. Mới biết chạy đến đỡ Tommy dậy, lại giúp Trần Mama bị ép đến xanh mặt đứng lên. Trần Mama không để ý thắt lưng và chân mình đang đau, vừa đứng lên đã nói: chạy nhanh đi mời đại phu. Mi dựa vào cái bụng này, nếu cái thai trong bụng không giữ được thì cái gì cũng không còn. Bà cũng không hy vọng thêm gì nữa, làm Mama cho thông phòng đã bị chê cười. Bà cũng muốn Mi sinh con trai, trước làm di nương rồi sau này chậm rãi tính toán. Chuyện lớn như vậy chắc chắn kinh động đến lão phu nhân. Lão phu nhân biết được chuyện này, chạy đến từ đường, nhìn bụng tô mi, vẻ mặt lo lắng, chờ tề đại phu bắt mạch xong rồi nghe trần đoán của ông ta. Thai nhi đã hơn 5 tháng, tương đối ổn định, nhưng nửa tháng trước mi cô nương mới động thai khí. Hôm nay nếu bị ngã thì có thể nguy hiểm cho cả mẹ và con, may là có người đỡ phía sau, giảm bớt va đập, về sau đừng để bị va chạm mạnh, lúc này thai nhi đã thành hình không thể có sai sót gì. Tề Đại Phu nghiêm túc nói. Lão Phu Nhân liên tục gật đầu, liếc mắt nhìn Tô một cái, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, sai Bích Bình đưa Tề Đại Phu ra ngoài, quay lại nhìn Thủy Di Nương đang đứng một bên. Máu trên đầu Thủy Di Nương vừa ngừng chảy, sắc mặt hơi tái nhợt, oan ức nhìn Lão Phu Nhân, mở miệng nói, vì cô ta mắng con là gà mái không biết đẻ trứng, nên con mới lão phu nhân vớ lấy một cây gậy trong từ đường, hướng về phía thủy di nương đánh một cái. Kết quả là đánh trúng cánh tay nàng ta, sắc mặt tái xanh, hai tròng mắt vì tức giận mà đỏ bừng, ngươi muốn làm ta tức chết mới vừa lòng hà. Một lần không đủ, ngươi còn muốn có lần thứ hai, ngươi không làm chết tôn tử của ta thì không cam lòng. Lão phu nhân càng nói càng giận, liên tục vung mạnh cây gậy khắp bốn phía, vương ma ma thấy bà tức giận đến choáng váng, nhanh chân chạy lên giành cây gậy trong tay bà thủy di nương bị đánh cho té ngã trên sàn nhà lạnh lẽo xoa cánh tay đang đau đớn trong mắt hừng hực lửa ghen tị oán hận nhìn tô mi đang nằm trên giường trúc nếu lúc nãy nhanh một chút lao lên nàng ta đã có thể đâm hỏng bụng con tiện nhân này tô mi đứa nhỏ trong bụng ngươi đừng nghĩ sinh hạ được nó lúc vân khanh trở về liền được thải thanh kể chuyện này cho nàng nghe sau cùng còn nói nếu không phải là Trần Ma Ma chạy lên làm đệm đỡ trên mặt đất, mi cô nương có thể nguy hiểm rồi. Nhà đầu kia nói đến chỗ này, giọng nói rất nhỏ, nhưng cũng không giấu được vẻ vui sướng khi thấy người gặp hòa. Liêu Thúy ngẩng đầu liếc nhìn Thải Thanh một cái, tính tình nha đầu này thẳng thắn như thế, có điều là so với lúc mới đến cũng đã khá hơn nhiều. Liêu Thúy lắc đầu, cười nói, ngươi mới vừa vào phủ, không nhìn thấy dáng vẻ cô ta lúc mới vừa vào cửa nếu thấy được thì bây giờ cũng không có gì là ngạc nhiên. Tô Mi lúc đó còn dám đối đầu với phu nhân, còn muốn đuổi tiểu thư đi, bây giờ đối phó với Thủy Di Nương thì có là gì? Mi cô nương trong bụng có hài tử, còn muốn chạy đến chỗ Thủy Di Nương khoe khoang, Thủy Di Nương đang ngây người ở trong từ đường có thể không nổi giận sao? Cô ta lại khiêu khích như vậy, chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay. Hai người bọn họ đều là những người nóng nảy hấp tấp, Thủy Di Nương cũng là người kiêu căng ngạo mạn, cho dù mi cô nương không khiêu khích cô ta, chỉ đứng trước mặt cô ta thôi không chừng cũng có thể nhận lấy của cô ta ba phần lừa. Vừa bắt tay vào làm việc, Thanh Liên cũng nói thêm vào. Vân Khanh ngồi trên giường La Hán, nghe các mấy nha đầu kia thảo luận chuyện này, trong lòng cũng suy nghĩ ngổn ngang, vừa rồi nàng có hỏi qua Vấn Nhi, Vấn Nhi có nói trước khi Tommy xảy ra chuyện, đến viện của Thu Di Nương, thấy Thu Di Nương đi tả nên không vào mà ngược lại đến chỗ Bạch Di Nương, lúc đi về tâm tình cũng không tệ, nghe Tiểu Nha Hoàn nói, Bạch Di Nương cùng cô ta nói đôi lời khách sáo, nghe qua thì không có chuyện gì. Nhưng Tommy ngồi ở chỗ Bạch Di Nương một lúc rồi mới tìm Thủy Di Nương gây chuyện, nếu ngay từ đầu Tommy đã đi tìm Thủy Di Nương, cô ta sẽ không nhất định phải đi một vòng quanh hậu viện, chẳng lẽ Bạch Di Nương đã châm mòi chuyện gì? Theo như tiểu nha hoàn nghe được phần lớn câu nói đều là quan tâm chăm sóc, còn khiến cho Tommy tha thứ cho Thủy Di Nương. Nói chuyện cũng là một loại bản lĩnh, có một số người lúc nói chuyện, có thể đem những chuyện hết sức không may nói thành những chuyện làm trong lòng người khác cảm thấy thoải mái. Lại có một số người có thể đem những chuyện nhỏ như đầu kim, nói thành những chuyện đại họa tăng ra bại sản, lòng người, lời nói luôn ảnh hưởng tới lòng người. Nàng híp mắt lại, Việc Tommy đi từ đường gây chuyện này, đúng là có chút kỳ quái, nếu thật sự là Bạch Di Nương ý định dùng lời nói ảnh hưởng đến hành động, khiến cho Tommy thầm nổi giận với Thủy Di Nương, sau đó đến từ đường khiêu khích, thì Bạch Di Nương này tâm cơ cũng khá sâu xa, không như thái độ thành thật mà cô ta thể hiện ra ngoài. Tommy tính tình kiêu ngạo, Thủy Di Nương cay nhiệt hống hách, hai người chạm mặt nhau, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột lúc ở từ đường chắc chắn là không cho nha hoàn theo vào hai người châm chọc khích bác nhau động chân tay cũng là chuyện bình thường chỉ cần thủy di nương ra tay như vậy đứa nhỏ tê tê rong bụng tô mi vừa được chăm sóc tốt cũng sẽ rất nguy hiểm nếu thật sự đúng như nàng đoán bạch di nương có thể 10 năm như một hầu hạ mẫu thân không lộ ra nửa điểm mánh khóe tranh giành tình nhân lại có thể sử dụng đôi câu vài lời thiếu chút nữa làm hại đứa nhỏ trong bụng tô mi một người thâm tàng bất lộ như vậy, có khả năng hiểu rõ lòng người, châm mòi khiêu khích đối thủ, thật sự rất nguy hiểm. Từ bây giờ nàng nhất định phải chú ý đến Bạch Di Nương, người mà kiếp trước nàng chưa từng để ở trong lòng, lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng mới phải. Cuộc sống cứ từng ngày trôi đi, tạ thị và thầm mậu không ở trong nhà, thầm phủ to như vậy cũng có chút vắng vẻ, thu Di Nương sau khi bị Vân Khanh trừng phạt cũng thành thật hơn nhiều trừ việc hàng ngày thỉnh an lão phu nhân, cũng theo Bạch Di Nương cả ngày ở trong viện, mà Bạch Di Nương vẫn giống như trước, theo thù hoa cỏ, không có gì khác thương. Tô Mi bị đại phu liên tục dặn dò, không nên phát sinh những việc ngoài ý muốn nữa, nếu không đứa nhỏ trong bụng rất khó mà giữ được. Nàng ta cũng có kinh nghiệm, căn bản là không bước chân ra khỏi lan tâm viện, Trần Ma Ma mỗi ngày cũng không rời khỏi bên người nàng ta. Vân Khanh mỗi ngày đến thư viện, cùng vi ngưng tử giống như biểu tỉ muội bình thường. Đi học thì chào hỏi, nói chuyện, sau khi tan học thì không qua lại gì, mà tả di cũng không có suy nghĩ tính toán đến thẩm phủ. Bà ta đang chìm trong niềm vui to lớn, không tốn lấy một đồng mà được vui vẻ chuyển đến ở trong một căn nhà lớn, có thêm một đại quản gia, mua đồ dùng trong nhà mới, trước cửa treo hoành phi vi phủ sơn đen thật to, chờ hiếu kỳ, chịu tang, qua, liền bước vào giới phu nhân Dương Châu mà ngay cả ba tiết học cưỡi ngựa bắn cung vân khanh cũng không nhìn thấy ngự phượng đàn may nhờ an tuyết oánh nói cho nàng biết an lão thái quân cùng an ngọc oánh trở về kinh thành thiên càng an lão thái quân vốn định ở lại dương châu một thời gian nhưng an ngọc oánh không ngừng thúc giục nói là muốn nhập học quốc tử giám thật ra nguyên nhân là thế tử cần vương rời dương châu bị minh đế triệu về kinh thành cho nên vị quốc công tiểu thư si tình này lại vội vàng đuổi theo Cùng lúc đó, cảnh hữu thần dậy cầm khóa cũng đổi lại cầm phu từ lúc đầu, hắn cũng quay trở về Kinh Thành. Ở trong trí nhớ của Vân Khanh, một năm này Kinh Thành phát sinh chuyện lớn gì cũng không rõ, bởi vì ở kiếp trước, năm này chính là năm nàng thất trinh mất hết thể diện, không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, nhớ lại thì cũng chỉ nhớ đến nhục nhã vô cùng, mỗi ngày khóc lóc khổ sở. Bây giờ lại không giống vậy, nàng trừ việc mỗi ngày đến trường, nửa tháng lại đến vấn phủ một lần, nghe vân lão thái gia dạy dỗ chỉ bảo, sau khi trở về thì ôn lại bài học, ghi nhớ huyệt vị, đọc sách dạy đánh cờ, luyện thư pháp, cách năm ngày thư viện lại có hai ngày nghỉ, nàng theo lý ma ma học tập cách giải quyết công việc trong phủ, đôi khi thỉnh giáo lý tư chuyện buôn bán, mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái. Đôi khi chợt nhớ đến hôm nay cha mẹ du ngoạn ở chỗ nào, cũng không biết liệu mẫu thân đã mang thai hay chưa. Cứ như vậy trôi qua hai tháng, Vân Khanh hôm nay được nghỉ, thức dậy từ sáng sớm, đến chỗ lão phu nhân thỉnh an. Kiếp trước nàng và tổ mẫu không có tình cảm gì, kiếp này nhìn thấy những việc bà làm với tạ thị, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, nếu trên đời này không phải coi trọng chữ hiếu, nàng thật sự không muốn đến gặp tổ mẫu, để không phải vừa nhìn thấy bà lại nghĩ đến ngày ấy bà thiên vị Thủy Di Nương, còn lớn tiếng trách mắng tạ thị. Hạ tuần tháng 6, thời tiết dương châu cũng dần nóng bức lão phu nhân mặc áo dài tơ mỏng màu nâu vàng nhạt tựa trên giường la hán nhìn cháu gái đang ngồi bên dưới miên cưỡng nói không biết cha nương con lúc nào mới về bà cũng là người già con không ở bên người trong lòng thương nhớ cháu gái và bà lại không thân thiết lại càng cảm thấy cô đơn thế nên mới có câu hỏi này có lẽ là mấy ngày tới vài hôm trước phụ thân có gửi thư lúc quay về sẽ xuất phát từ Lợi Châu đến Thành Bạch Thủy, sau đó ngồi thuyền về Dương Châu, sẽ đi rất nhanh. Vân Khanh thản nhiên tiếp lời. Ừ, bao giờ về cũng không sao, nếu có thể mang theo tôn tử về cùng thì tốt rồi. Lão phu nhân về vấn đề này cũng không giấu giếm gì, hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng không hòa hợp với tổ mẫu, nhưng lúc này ý nghĩ của hai người đúng là không mưu mà hợp. Vân Khanh cũng chỉ trông chờ sau hai tháng du ngoạn ở bên ngoài mẫu thân có thể hoài thai đệ đệ từ nay về sau cũng không bị tổ mẫu trách mắng sao không mưu mà hợp không cùng bàn bạc mà có trông suy nghĩ những nhưng lời này nàng cũng không tiện tiếp lời dù lời nói khách sáo cũng không muốn nói bèn cúi đầu nhìn vòng tay bạch ngọc trên cổ tay lão phu nhân thấy nàng không nói lời nào liền nói sang chuyện khác nghe bọn hạ nhân nói con hàng ngày đổi đến ba lượt đèn dầu sáng sớm đã ra khỏi nhà cũng không phải thích trang điểm y phục, vậy thì bận rộn chuyện gì? Là người đứng đầu trong phủ, những chuyện này lão phu nhân biết được cũng là điều bình thường. Vân Khanh Nhu Thuận cúi đầu đáp lời, sau khi đến thư viện thì về nhà ôn bài, đọc sách, vẽ tranh, luyện chữ. Vẫn như vậy, cả ngày chỉ thích đọc sách, lão phu nhân nói chính là trước kia, kiếp trước Vân Khanh cũng thích đọc sách, đọc thơ phẩm từ, xem những chuyện tình cảm xưa cũ u buồn tuy bây giờ vẫn là đọc sách, nhưng nội dung của chúng không giống trước đó nữa, bất quá nàng cũng không muốn thành thật giải thích với lão phu nhân. Sao từ một thể loại văn vần thời đường, tống ở ti kiêu, còn gọi là trường đoàn cú, gần giống với ca kịch. Nữ hài tử không cần phải cả ngày trốn trong nhà đọc sách, xem mọi người đều ngu dốt không học thức, con cũng nên học nữ hồng, ăn mặc xinh đẹp mới đúng, con so với trước kia trứng chạc thận trọng hơn nhiều. Tổ mẫu cũng thấy vui mừng, nhưng vẫn chỉ là cô nương gia, có thể vui chơi được lúc nào thì vui chơi thôi. Lão phu nhân nói vậy làm cho Vân Khanh thấy thật bất ngờ, tổ mẫu nói những lời này tuy khó nghe nhưng vẫn có chút tình cảm bên trong, thời điểm con gái vui vẻ nhất là khi còn làm khuê nữ, sau này gả vào nhà người ta làm vợ, trên có cha mẹ chồng, giữa có chị em dâu, dưới có con cái, đúng là không có thời gian để thở. Nàng ngẩng đầu tròn mắt nhìn lão phu nhân, thấy lão phu nhân cũng nghiêng thân mình thở dài. Vân Khanh vừa định nói hai câu rồi lui ra ngoài, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp vội vàng, là một tiểu nha hoàn trong viện của tạ thi. Vương mama vừa định mở miệng dạy dỗ nha đầu kia không biết quy củ, thì thấy tiểu nha hoàn sau khi thở gấp, nhìn lão phu nhân và Vân Khanh nói, lão gia và phu nhân đều đã trở về rồi à. Lão phu nhân vừa mới trở mình, thoáng một cái đã quay lại, Nhìn nha đầu kia hỏi, vậy sao còn chưa đến chỗ ta? Vừa mới từ bên ngoài về, bình thường đều phải đến chỗ lão phu nhân đầu tiên để thỉnh an mới phải. Phu nhân sau khi vào cửa thì bị ngất xỉu. Tiểu nha hoàn lại nói thêm một câu, lần này lại đến lượt Vân Khanh sốt ruột, sao lại có thể ngất xỉu? Đã mời đại phu chưa? Phụ thân đưa mẫu thân ra ngoài du ngoạn, trên người không có công việc gì, làm sao có thể ngất xỉu? trong mắt lão phu nhân cũng mang theo nghi ngờ bình tĩnh nhìn tiểu nha hoàn con dâu này đúng thật là vừa về đến nhà thì ngất xỉu đã mời đại phu rồi à hình như là mấy ngày nay khẩu vị của phu nhân không tốt chưa ăn uống gì mấy ngày nay lại còn thường xuyên nôn mửa sợ là quá mệt nhọc nên vương mama vừa nghe thấy ánh mắt cũng phát sáng quay đầu nói với lão phu nhân lão phu nhân triệu chứng này chỉ sợ là ai người lão phu nhân vừa rồi còn lụy hoài nhất thời tinh thần liền phấn chấn, trở mình từ trên giường La Hán bò dậy, bước ra ngoài cửa, trong lòng Vân Khanh cũng xúc động, đi theo sau lão phu nhân, vườn ma ma, bích bình, bích liên, thải thanh, liều thúy cũng đi phía sau, cả đoàn người vội vàng hướng về phía viện của tạ thị. Hai tay Vân Khanh siết chặt lấy khăn tay, nếu như nàng đoán đúng, thì tạ thị chắc chắn đã có thai, bởi vì mẫu thân vốn không say tàu. Trên đường đi cũng thoải mái, lại có phỉ thúy và hồ phách ở bên cạnh chăm sóc, sẽ không mệt đến mức như vậy, khẩu vị không tốt lại kèm theo nôn mửa, đây đều là dấu hiệu của có thai. Nàng vẫn luôn chờ mong mẫu thân có thể mang thai, bây giờ kết quả ở ngay trước mặt cũng có chút hồi hộp. So với Vân Khanh, lão phu nhân lại càng thêm vội, bước đi như bay, tốc độ đi so với ngày thường phải nhanh hơn gấp 2 lần, đến viện của Tạ thị nhìn thấy nha hoàn bà tử còn đang khuân dương hòm vào hổ phách nhìn thấy lão phu nhân vội vàng hành lễ lão phu nhân người đã đến rồi à rồi vén mảnh trúc lên cho lão phu nhân đi vào vừa vào cửa đã thấy tạ thị còn mặc y phục màu hài đường ngay ngắn chỉnh tề rõ ràng là vừa vào nhà đã ngã xuống thẩm mộng ngồi một bên vẻ mặt lo lắng nhìn ra ngoài nghe thấy tiếng bước chân còn tưởng là đại phu đến nhưng ngẩng đầu nhìn lại thấy người đến là lão phu nhân và vân khanh liền đứng dậy hành lễ, con trai gặp qua mẫu thân, lão phu nhân khoát tay để ông đứng lên, ánh mắt dừng lại trên mặt Tạ Thị hỏi con dâu thế nào? Còn chưa biết được như thế nào, vừa rồi ăn một bát canh, sắc mặt cũng đã khá hơn, nhưng vẫn phải chờ đại phu đến. Vẻ mặt thầm mậu cũng đầy lo lắng, làm sao lại vừa đến cửa nhà đã ngã xuống? Trên đường đi tâm trạng và sắc mặt của Tạ Thị còn tốt hơn so với lúc ở nhà rất nhiều. Hai người quả thực giống như đang tận hưởng thời gian tân hôn vậy. Một lúc sau, bên ngoài có nha hoàn dẫn theo Tề đại phu đi vào, Vân Khanh vốn định xem mạch qua cho Tạ thị trước, lúc này cũng tránh ra một bên, nhường lại vị trí cho Tề đại phu. Lão phu nhân ngay cả một khắc cũng không chờ được, vội vàng nói: "Mau đến bắt mạch đi." Tề đại phu nghe lời, ngồi trên cái ghế lý ma ma đưa đến, phủ khăn tay lên cổ tay Tạ thị rồi mới đặt hai ngón tay lên bắt mạch, qua một lúc, trong mắt hiện lên ý cười, thu tay về cười nói, chúc mừng lão phu nhân, thẩm lão ra. Thẩm mậu nhìn ông ta cười rộ lên, lại nhìn sắc mặt của tạ thị, nhíu mày, mừng chuyện gì, phu nhân làm sao vậy? Tề đại phu chắp tay nói, phu nhân là do mệt mỏi, hơn nữa nôn ngén ít ăn, thân mình mới nhất thời không khỏe nên bị ngất siêu. Ông nói cái gì, lão phu nhân đứng dậy trợn to mắt nhìn tề đại phu vừa rồi tại hạ bắt mạch cho phu nhân là hỉ mạch tề đại phu cũng không thấy phiền phức mà nhắc lại làm cho lão phu nhân nghe thấy khuôn mặt cũng tươi cười vui mừng bình thường nhìn tạ thị đều mang theo ánh mắt bất mãn nay cũng có một tia quan tâm con dâu ta như thế nào lão phu nhân vừa hỏi xong tạ thị cũng tỉnh lại nhìn thấy trong phòng đều là người trong chốc lát không phản ứng kịp thẩm mậu lập tức ngồi cạnh người bà đỡ bà dậy, nàng cẩn thận một chút. Nương, tạ thị nhìn thấy lão phu nhân đứng trước giường la hán, muốn đứng lên hành lễ, lão phu nhân thấy vậy vội nói, đừng lộn xộn, cẩn thận thân thể của con. Đối mặt với mẹ chồng đầy ý tốt và quan tâm, còn có cả lời nói thân thiện, tạ thị có chốt không thích ứng kịp, vẫn là thầm mậu mở miệng nói, nàng bây giờ đang mang thai, cần phải chú ý nhiều hơn. Trong phòng có nhiều người, lão phu nhân sợ ảnh hưởng đến tạ thị nghỉ ngơi, dặn dò vài câu, rồi mang theo cả đám người ra ngoài. Tạ thị đặt tay trên bụng, trong lòng có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, đúng là không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lúc ở trên thuyền, bà vừa nôn mửa vừa không ăn được, trong lòng cũng đoán có thể mang thai. Nhưng năm ấy hoài thai Vân Khanh, cũng không có những triệu chứng như vậy, không dám tùy tiện mở miệng, bây giờ đã được xác nhận, ngẩng đầu nhìn thầm mậu, trên gương mặt tuấn mỹ nho nhã của ông cũng tràn đầy ý cười, trong mắt mang theo niềm vui như hài tử vậy, chắc chắn là ông cũng vô cùng vui mừng. Văn nương, ta biết là nàng sẽ có, lúc này thầm mậu vui mừng đến hai mắt sáng rực, hơn 30 tuổi vẫn không có con trai, trong lòng ông cũng có phần chán nản, sau khi cha ra canh đoạn tử, tuy rằng đã chữa trị, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, lúc này biết thê tử bỗng chốc mang thai, lòng tự trọng mạnh mẽ của nam nhân chắc chắn là vô cùng đắc ý. Ông cùng Tạ thị nói mấy câu, lại nhớ đến tề đại phu đang khai đơn thuốc, muốn đi dặn dò vài lời, lúc này mới lưu luyến đi ra ngoài. Cuối cùng Vân Khanh cũng không cần ngồi một bên làm kỳ đã cản mũi, nhìn đoàn người đã rời đi mới ngồi cạnh tạ thị, nhìn cái bụng còn đang bằng phẳng của bà, mắt phượng ánh lên tia sáng khác thường. Kiếp trước thẩm ra không có con trai, thế nhưng kiếp này lại có, có nhiều việc đều đang thay đổi, thậm chí theo hướng tốt hơn. Nàng vươn tay chạm nhẹ, nương, năm đó con ở trong bụng người, cũng giống như đệ đệ, làm cho người nôn đến mất xỉu sao. Tạ thị thấy dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, cười nói, con khi đó rất ngoan, nương hoài thai con, không có một chút phản ứng gì, đến khi nguyệt sự chậm đã lâu mới phát hiện ra, không như đệ đệ của con, bà nói đến đây, dừng miệng, xem nương kìa, bị một câu đệ đệ của con, cũng tùy tiện nói theo. Thật ra chủ yếu là trong lòng bà đã trông mong điều này từ lâu, thấy nữ nhi nói vậy, cũng tự nhiên thuận miệng mà nói ra. Vân Khanh hé miệng cười, nương thuận miệng nói ra, người già chẳng có câu, tiện miệng nói ra thì nhất định là đúng như vậy hay sao, xem ra đệ đệ trong bụng nương đã sớm nói cho con biết rồi. Nghe thấy nữ nhi nói vậy, Tạ Thị cười tươi như hoa, vươn tay nhau mặt nàng, được được, nương hôm nay nhờ vào cát ngôn của con, nếu đúng là đệ đệ như lời con nói, nương lại cho con một cái hồng bao. Mẹ con nàng đang nói gì vậy, còn muốn cho hồng bao, thẩm mậu từ bên ngoài bước vào, vừa vặn nghe được mấy câu sau, tâm trạng đang vui vẻ liền hỏi. Vân Khanh vừa nhìn thấy thẩm mậu vào phòng, thu tay lại, cười nói, cha, con vừa nói trong bụng nương là đệ đệ, nương nói chờ đệ đệ sinh ra, sẽ cho con hồng bao đấy. Được, hồng bao này không thể ít được, đến lúc đấy, cha cũng sẽ cho con một cái. Nếu sinh con trai, thẩm mậu chính là trai gái song toàn, đương nhiên là vô cùng vui mừng, lại vươn tay nhéo hai má vân khanh. Cha, người đừng nhéo là mặt nữ nhi lại to lên. Vân khanh nghiêng đầu nói, vỉnh vỉnh miệng bất mãn. Thật là, nữ nhi đúng là thích làm đẹp cha vừa nhéo một cái đã sợ làm khuôn mặt nhỏ nhắn của con to lên rồi. Thẩm mậu cười to, tạ thị ngồi một bên cười đến cong mắt, liếc nhìn giữa chân mày đang lộ vẻ vui mừng của trượng phu, thai nhi này nhất định phải sinh ra là con trai. Vân Khanh nhìn bầu không khí vui vẻ giữa cha mẹ, tìm cớ đi ra ngoài, bảo lý ma ma và hổ phách, phỉ thúy chú ý nhiều hơn đến đồ ăn, vật dụng hàng ngày của tạ thị, phải hết sức cẩn thận. Ngày hôm nay, toàn bộ thẩm phủ đều vui mừng, thẩm mậu cao hứng, liền cho toàn bộ thẩm phủ hơn 100 hạ nhân, bất kể là đại quản sự hay là tiểu nha hoàn, chỉ cần là hạ nhân của thẩm gia, mỗi người đều được phát thêm một bộ đồ mới. Vân Khanh biết phụ thân chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ nương lại mang thai lần nữa, tất nhiên là vô cùng vui sướng, ngay cả tổ mẫu cũng cảm thấy như vậy, trong phủ đều thấy vui mừng, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng, chắc chắn phải có người mất hứng, lúc này trong lan tâm viện, Tô Mi nghe thấy tin này cực kỳ không vui, vốn trong bụng cô ta là độc nhất vô nhị bảo bối, chỉ chờ sinh ra sẽ là con trai duy nhất. Ai ngờ tạ thị đã 30 tuổi, thế nhưng lại mang thai, đang đứng trong viện ngắm hai chậu hoa mọc lan lão phu nhân sai người đưa đến, liền vươn tay nhổ hoa đi, Trần Ma Ma nhìn thấy hai chậu lan quý bị Tô Mi vò nát, vội vàng bước đến giật lấy hoa ngọc lan trong tay cô ta ra. Cô nương của nô tỷ ơi, người vò nát hoa để làm gì? Nếu để cho lão phu nhân biết được thì phải làm sao? Nếu muốn biết thì cũng sẽ biết. Mama nhìn bên ngoài xem, lúc ta mang thai, hạ nhân trong nhà ngay cả một khối vải bố cũng chưa được thưởng. Tạ thị mang thai, lão gia liền thưởng cho mỗi người một bộ đồ mới. Chẳng lẽ không phải ta đang mang cốt nhục của thẩm gia sao? Tommy càng nghĩ càng thêm tức giận, chỉ muốn vò nát cành hoa. Trần Mama lại ngăn lại, không thể làm gì được đành phải ngồi lên tháp mỹ nhân đặt ở trong viên. Cũng là mang thai, cô ta lại có thai trước, tại sao lại khác nhau nhiều như vậy? Trần Mama nhìn khuôn mặt khó chịu của Tommy, trong lòng cũng đồng tình với cách nói của cô ta. Theo lý mà nói vẫn là cô Nương mang thai trước. Từ sau khi đón cô Nương về, lão gia không hề quan tâm đến chỉ có lão phu nhân để ý, bây giờ phu nhân lại mang thai, cô nương lúc này cũng không còn được xem trọng Bà đi đến bên cạnh Tommy, che bóng mặt trời phía sau cô ta, nói, cô nương, người cũng đừng nôn nóng, phu nhân là đương gia chủ mẫu, lão gia vui mừng là chuyện bình thường. Bà ta có thai, vậy trong bụng ta là cái gì? Tommy nặng nhọc thở hắt ra, cảm thấy trong ngực buồn bực không ngớt. Lão gia không đến chỗ cô ta, so với lúc mới vào phủ đúng là đối xử với cô ta khác biệt cả trăm ngàn lần. Cô ta cũng từng thử ngăn đón thẩm mậu trên đường, nhưng ông cũng chỉ nói hai ba câu đã xua cô ta đi, vì chuyện lão đạo sĩ, lão già cũng tức giận quá lâu rồi. Cô nương, tâm một chút đừng nóng giận, người cẩn thận nghĩ lại xem, nếu người sinh con trai, phu nhân cũng sinh con trai, tuy của người là con trưởng nhưng vẫn là thứ xuất, không giống như đích trưởng tử. Bây giờ phải chờ xem phu nhân có thể sinh được con trai hay không, chẳng phải trước đây bà ta sinh ra nữ nhi hay sao? Bây giờ người cũng chỉ còn cách cố gắng dưỡng thai, đừng nóng vội như lần trước, đại phu nói người không thể để bị va chạm mạnh. Trần Mama tận tình khuyên bảo. Tommy vừa nghe xong, cẩn thận vuốt ve cái bụng to của mình, quả thực đúng là như vậy, tạ thị mới mang thai, mà cô ta đã hơn 7 tháng thì sợ cái gì, chờ đến lúc cô ta sinh được con trai làm cho tạ thị tức giận mà sinh non, nghĩ như vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trần Mama thấy sắc mặt Tô Mi đã tốt thì thở dài, vừa rồi bà tránh nặng tim nhẹ mà nói. Còn có một loại tình huống nữa là nếu Tô Mi sinh con gái, mà phu nhân sinh con trai, chẳng qua là bà lớn tuổi nên thận trọng. Cảm thấy sinh con trai là tốt nhất, nếu sinh ra con gái, Tô Mi cũng có nữ nhi kề sát bên người, thẩm phủ con nối dòng không nhiều lắm. Tô Mi sinh con nối dòng chắc chắn được nâng lên làm di nương. Tô còn trẻ, về sau còn có thể sinh thêm con. Ngày hôm sau, sau khi dùng qua bữa sáng, tộc trưởng thẩm gia mang theo mấy người thân ở xa. Còn có cả nữ quyến trong nhà đưa theo hạ lễ đến. Cả đoàn người ngồi trong viện của tạ thị, làm cho cả một sân viện to như vậy cũng có chút chật trội. Vân Khanh nhìn thoáng qua, những người nàng có thể nhận biết trong này đúng là không nhiều lắm. Già, trẻ, cao, thấp, béo, gầy, xem như là đủ cả. Đứng đầu là con dâu của thẩm tộc trường, mạt thị, hơn 30 tuổi, dáng người không gầy không béo, khuôn mặt dài, ngũ quan không tính là nổi bật nhưng nhìn vào cũng có nét ý nhị. Hôm nay bà ta dẫn đầu, mang theo một đoàn tiểu thư, con dâu đến thẩm gia ăn mừng. Vừa vào cửa nhìn thấy tạ thị liền nhiệt tình nói, hôm qua tỷ nghe thấy tin tốt, con tưởng mình nghe nhầm, cẩn thận nghe lại lần nữa đang nghĩ xem ai lại có phúc khí như vậy, hóa ra là muội, tỷ vui quá nên sáng sớm đã theo tộc trưởng đến đây chúc mừng muội. Giọng nói của bà ta vừa cao vừa to, thuộc loại chưa thấy người đã thấy tiếng, nhìn bà ta mặc áo thêu nhiều màu, bên dưới là váy rộng màu tím đậm, trên đầu vấn kiểu linh xà kế, cài châm tơ vàng cần hồng ngọc, đôi mắt nhanh nhạy, vừa vào cửa đã lo quan sát xung quanh. Đối với bà ta, kiếp trước Vân Khanh cũng có hiểu biết, Nàng mím môi, nhìn lướt qua phía sau bà ta, nhìn đến nhóm người ở trong phòng khách, có vài người còn trẻ, ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, khuôn mặt cũng được trang điểm kỹ càng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 143, Vân Khanh quản gia, Tuyết Lan tính kế. Đối với Mạc thị, Vân Khanh cũng có chút hiểu rõ, nàng cong cong khóe miệng, nhìn đám oanh yến phía sau bà ta. Trẻ trung xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, thanh tú động lòng người. Mạc thị tuy rằng không lớn hơn Tạ thị mấy tuổi, nhưng bối phận lại là bề trên, Tạ thị vội vàng đứng lên muốn hành lễ, Mạc thị đã đưa tay ngăn lại, "Cháu chớ có làm như vậy, nay thân mình quý giá, không nên mệt nhọc mới phải." Tạ thị cười nói, "Nào có như mợ nói thân mình quý giá, hành lễ sẽ bị thương tổn gì chứ?" Bà nhân tiện ngồi xuống, các vị khách cũng theo đó cũng tự mình ngồi vào vị trí sau một hồi nói chuyện phiếm, tầm mắt Mạc Thị liền rơi xuống trên người phỉ thúy cùng hồ phách bên người tạ thị, cười nói, xem xem nha hoàn hầu hạ bên cạnh cháu, bộ dáng tốt như vậy, tay chân lại linh hoạt, thật khiến ta hâm mộ a. À. Tạ thị không hiểu sao bà ta lại chú ý đến phỉ thúy cùng hồ phách, liền cười nói, mấy nha đầu này theo cháu đã nhiều năm, biết thói quen của cháu, dùng cũng thực thuận tay lời này của tạ thị ý tứ chính là phỉ thúy cùng hồ phách là hai trợ thủ đắc lực của bà muốn cũng không thể cho mạc thị không phải đang tính toán muốn cướp người đi thẩm phủ giàu có nên trong tộc cũng có chút địa vị trong tộc muốn làm chuyện gì tộc trưởng cùng các trưởng lão đều muốn lôi kéo thẩm phủ tham gia bỏ vốn thẩm mậu vốn hào phóng cũng không để ý nọ kia chỉ nghĩ mình giàu có chiếu cố người trong tộc là chuyện nên làm mạc thị là vợ tộc trưởng cũng rất thân từ thương gia nhưng so với thẩm gia vẫn còn kém xa. Bà ta cũng là người lợi hại, vào cửa liền không chịu thua kém 4 năm sinh ba người con trai, trong nhà hai tiểu thiếp bị bà ta chèn ép cùng nha hoàn không khác gì nhau. Các nàng sinh được hai người con gái, chỉ cần là con trai sẽ vô duyên vô cớ chết non. Hai năm trước, thấy thẩm mậu vẫn chưa có con trai liền nổi tâm tư đem tiểu nhi tử của mình đến thẩm gia làm con thừa tử chưa tới 13 tuổi hắn đã ngủ qua một lượt các nha hoàn trong phòng, ngày ngày ăn chơi đàng điếm, nổi danh là kẻ ăn chơi chắc táng ở thành Dương Châu. Không nói đến tạ thị không cần con thừa tử, có cần cũng không cần cái loại phá gia chi tử đấy. Cũng vì việc này, bà ta cùng tạ thị còn mặt nặng mày nhẹ, sau lưng còn nguyên rùa tạ thị cả đời không sinh được con trai, cô độc sống quãng đời còn lại. Thời điểm thẩm mậu dẫn theo Tommy trở về, bà ta còn cười trộm nửa ngày thật không ngờ tới hôm qua lại nhận được tin tạ thị có thai trong lòng nhất thời một trận mất mát mặt khác lại tính toán đi tới thẩm gia chúc mừng hôm nay bà ta vui vẻ tới đây trên mặt nhìn không ra dấu vết gì nhất định là không có chuyện tốt mạc thị che miệng cười khoa trương mợ nhìn liền biết là do dạy dỗ tốt cháu cũng là tiểu thư khuê các thuộc dòng dõi thư hương nha hoàn cũng sẽ mang theo phong độ của người trí thức sao như ta xuất thân thương gia, cả ngày cũng chỉ biết gầy bản tính với xem sổ sách mà thôi một hồi tâng bốc qua đi lý ma ma lên tiếng góp lời ngay cả tạ thị cũng biết bà ta nhất định là nói ra suy nghĩ của mình đi đứng tác phong nhanh nhẹn làm việc lại có năng lực nô tì thấy các nàng cũng không tệ a à. thấy vậy mạc thị liền kêu mấy cô nương trang phục tinh tế đi ra còn không ra thỉnh an chị họ hai đứa con gái riêng của tiếu thiếp liền cùng tiến lên bái kiến tạ thị. Tạ thị nhìn các nàng, một thân quần áo mới tinh, đến nếp uốn cũng không có, chắc là cố ý chuẩn bị, trên mặt lại trang điểm xinh đẹp đúng là bộ dáng của cô nương 15 tuổi. Đứng lên đi, tạ thị thấy các nàng bộ dáng phục tùng rũ mắt xuống liền biết mạc thị đã thu thập hai nàng. Hôm nay mang theo các nàng đến đây chỉ sợ cũng chẳng có ý tốt gì. Quả nhiên, câu tiếp theo Mạc Thị đã đem mục đích nói ra, cháu xem, hai nhà đầu này ngày thường gặp ai đầu cũng không dám ngẩng so với Vân Khanh thật sự kém xa, mợ nghĩ, cháu đang có thai, cũng cần người chiếu cố, tuy có hổ phách cùng phỉ thúy nhưng sợ trong viện nhiều việc, không bằng để hai đứa đến hầu hạ, tuy ngu rốt nhưng vẫn có thể làm việc, thuận tiện học ít khí chất khuê các trên người cháu, được không? Nói thì dễ nghe như vậy, nhưng sau khi nói xong, hai thư nữ kia mặt liền trắng bệch, Vân Khanh chú ý thấy hai nàng nắm chặt tay, sắc mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại mang theo một tia tuyệt vọng. Không tuyệt vọng sao được, 10 năm tuổi là tuổi cập kê, hẳn là chuẩn bị tiến cửa nhà người, lo việc kén chồng, nay lại bị mẹ cả đưa đến bên người tạ thị, miệng thì nói là học này nọ nhưng thực chất là bị coi như nha hoàn mà sai xử, tìm cơ hội bò lên giường của thẩm mậu, sau đó dựa vào thân phận con gái của tộc trưởng đưa các nàng lên làm di nương. Đây chính là một chút cũng không vòng vo, rõ ràng là muốn đưa người đến bên tạ thị. Tạ thị vừa mới biết tin có mang ngày hôm qua, hôm nay đã có người sợ thẩm mậu một mình trên giường buồn chán, những người này chủ ý cũng thật tốt a à. Vân Khanh nhìn sắc mặt mẫu thân trầm xuống, biết bà nhất định rất tức giận, nhưng nàng ngoại bối phận mình thấp lên tiếng lúc này thật không hợp lý, liền liếc mắt về phía Lý Mama bên kia. Lý Mama hiểu ý, hướng mạc thị cười nói. Xem ngài nói này, Nô Tỳ ở một bên nghe mà không nhịn được nói thêm một câu. Chớ nói ngài là mợ của phu nhân, con gái của ngài với phu nhân nhà Nô Tỳ chính là tỷ muội, làm gì có chuyện đem muội muội đến bên người tỷ tỷ hầu hạ. Người hiểu biết thì khen nữ nhi của ngài thật tốt, nếu không biết chẳng phải lại nói ngài đem nữ nhi đến Thẩm phủ làm nô tỳ, truyền ra, thanh danh Thẩm phủ thì không sao ngược lại khiến cho tộc trưởng chịu tiếng xấu thì thật không hay. Tạ thị rất vừa lòng với sự nhanh nhẹn của Lý Mama, bèn nói tiếp, đúng vậy, nay thân mình cháu nặng nề, cả ngày đều mệt mỏi, nếu để cho hai em ở bên chăm sóc thì chẳng phải cháu là một đường tỷ xấu sao, trước mặt các nàng cháu thật sự không muốn đánh mất mặt mũi A. À. Lý Mama chỉ thiếu nói thẳng, người đưa con riêng nhà mình lại đây làm di nương, đừng cho là chúng ta không biết, nếu để mọi người trong tộc biết ta xem mặt mũi tộc trường để đâu. Mạc thị thấy Tạ thị cự tuyệt chuyện tốt của mình mặt liền biến sắc, trong lòng không khỏi có chút căm giận, lại cười gượng nói vài câu, bên cạnh cháu không có người hầu hạ thực bất tiện. Vậy thì có làm sao, phu quân cháu nói, nếu không đủ người thì gọi người môi giới tìm vài người, dạng người gì cũng có, đa tạ mở quan tâm. Mạc thị còn chưa kịp nói xong đã bị Tạ thị ngăn lại, đành đem lời định nói nuốt xuống. Hai tháng nay bà cùng thầm mậu đang hưởng thụ cuộc sống vợ chồng ngọt ngào, nay vẫn còn chút nhớ nhung, vậy mà bà ta lại định đem con riêng nhà mình đến, trong lòng tạ thị không khỏi có chút chán ghét. Mạc thị cũng nghe ra ý tứ của tạ thị, nếu tạ thị mang thai thực sự muốn thầm mậu tìm nha hoàn dạng gì cũng không thiếu, tội gì phải tìm người sau lưng có chỗ dựa lớn như vậy. Tạ thị cũng không mốc, trong phủ có một thủy di nương đã đủ phiền rồi, nay lại thêm hai cái di nương là con gái tộc trưởng bà mới nghĩ tới đã thấy bực bội rồi. Thấy mấy tính toán của mình đều không thực hiện được, hai đứa con riêng cũng không nói câu gì. Trên mặt tạ thị lại lộ thần sắc mệt mỏi, mặc thị hiểu ý bèn đứng lên cáo tư. Tạ thị đã sớm muốn như vậy, khách sáo nói vài câu giữ các nàng, rồi kêu Vân Khanh, con giúp nương tiễn các vị trưởng bối hồi phủ đi. Vân Khanh vội vàng nói vâng, liền đứng dậy đưa các nàng đi thẳng ra sân, xuyên qua hành lang gấp khúc, qua hoa viên, nhìn bọn họ đi thật xa mới quay lại sân của tạ thị. Lúc này trong viện đang có mấy ma ma đứng báo cáo với tạ thị công việc phải làm trong ngày. Một ma ma thưa chuyện đặt may quần áo mới cho lão ra. Ma ma khác lại hỏi chuyện tháng sau sinh thần liễu lão thái thái thì nên chuẩn bị lễ vật gì. Vân Khanh lẳng lặng ngồi ở một bên nghe mẫu thân sắp xếp công việc. Sau khi xử lý xong trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Lý ma ma sai người bưng tới một bát cháo nói tạ thị uống, bà chỉ ăn được có hai thìa lúc sau đã thấy nôn khan, sắc mặt trắng như tờ giấy. Phỉ Thúy bưng nước tới cho bà xúc miệng, tiểu nha hoàn đem đồ bẩn đi rửa sạch, Lý Ma Ma nhìn bộ dáng chật vật của bà liền đau lòng. Phu nhân, lần này hoài thai còn vất vả hơn so với hồi mang thai tiểu thư, nay người ăn không ngon, ba tháng đầu lại là thời kỳ quan trọng, người phải chịu khó nghỉ ngơi, tẩm bổ mới phải công việc trong phủ cũng nên san sẻ bớt nếu không thân mình làm sao chịu nổi. Tạ thị mang thai lần thứ hai, cũng biết thời điểm này rất nguy hiểm, nhưng trong phủ, lão phu nhân thân thể không tốt, các di nương khác không ai thích hợp làm đương gia, cũng không dễ dàng gì chia sẻ công việc cho người ngoài. Bà suy nghĩ mới nói, tối hôm qua, ta cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng trong phủ cũng không có ai thích hợp làm quản gia, di nương thì rất nhiều nhưng không có ai gánh vác nổi thật ra ta thấy tố linh là người thích hợp nhất nàng đã từng làm đương gia chủ mẫu ta thấy rất tốt nàng làm hẳn là không có vấn đề gì vân khanh nghe vậy kinh ngạc vừa mới tiễn được ôn thần đi này mẫu thần lại muốn gọi bà ta trở về lý mama cũng nghĩ như vậy nhớ tới em gái của tạ thị trước kia liền khuyên phu nhân với thân phận của nàng ấy cũng rất hợp lý nhưng nàng ấy đang phải để tang Nô Tỷ cảm thấy cái thai này đến không dễ vẫn nên kiêng kỵ một số thứ mới tốt. Nghe vậy thì cũng thấy có lý, sau 13 năm mới lại mang thai, cần phải chú ý nhiều hơn, nhưng trong thời gian này, ta cũng không tìm được ai thích hợp làm đương gia. Nương, con lớn như vậy rồi mà nương không nghĩ tới a?" À. Vân Khanh luôn ngồi im bên cạnh Tạ thị, bây giờ mới mở miệng nói. Tạ thị ngạc nhiên, quay đầu nhìn con gái, trên mặt lại hiện lên nét cười. Vân Khanh, ý con là muốn quản chuyện bếp núc." Thấy khuôn mặt mẫu thân hiện lên vẻ kinh ngạc, nội tâm Vân Khanh không khỏi thở dài, nàng nhớ rằng trước kia một chút cũng không hứng thú với những việc này, tuy sống lại đã nửa năm nhưng nàng cũng chưa từng tiếp nhận việc gì trong nhà, mẫu thân kinh ngạc cũng là bình thường. "Nương không cần kinh ngạc, nay con gái cũng đã 13 tuổi, 2 năm nữa sẽ đến tuổi cập kê, cũng không còn nhỏ nữa." mấy năm nay lại xem nương xử lý công việc, cũng không quá khó. Nếu có chỗ nào không hiểu con sẽ đến hỏi qua nương, lần này người xuất môn, con cũng học được không ít từ Lý Mama nha. Hai tháng nay, Lý Mama giải quyết công việc trong phủ, Vân Khanh đều theo bên cạnh, có đôi khi còn đưa ra ý kiến riêng, bà cũng nghĩ tiểu thư nay đã 13 tuổi. Học tập quản lý công việc trong nhà sớm cũng có điểm tốt liền đồng ý nói, phu nhân, tiểu thư nói cũng đúng, Tiểu thư tuổi tác không phải quá nhỏ, tiếp qua vài năm nữa sẽ lấy chồng. Nay học quản lý phòng bếp ngày sau gả đi có thể làm tốt hết thầy, cũng là việc nên làm. Tạ thị vốn có chút do dự, dù sao quản lý sự vụ cũng không phải chuyện nhỏ, lại thấy lời lý mama nói có lý, bà nghĩ xong liền hỏi: ban ngày con còn phải đến trường xử lý công việc như thế nào? Xem ra mẫu thân sẽ đồng ý. Vân khanh lập tức nói: công việc đều xử lý vào lúc sáng sớm xử lý xong con đi học cũng không muộn mỗi năm ngày lại được nghỉ hai ngày thêm lý mama bên người hỗ trợ cũng không tính là quá bận thấy vậy tạ thị cũng không phản đối gật đầu đồng ý đến buổi tối bà liền đem chuyện này nói với thẩm mậu thẩm mậu lúc này liền giãn mày nói con gái đã trưởng thành trước kia còn nói những thứ này là việc vặt vánh thô tục nửa năm nay lại thay đổi không ít khiến ta cảm thấy có chút trở tay không kịp Tạ thị trong lòng cũng có chút cảm thán, xem ra sau khi trải qua chuyện của tề gia, tâm tính con gái mình có chút thay đổi, nữ nhi nguyện ý học, thiếp thân tự nhiên là thành toàn, nếu nói cách khác, sau này gả đi cũng sẽ đỡ phải chịu khổ. Đúng vậy, con gái chúng ta thông tuệ như vậy, nàng không biết a à, chuyện mở lớp dạy học còn có thể nghĩ tới, là sinh ý của cả phủ, sự vụ trong nhà nó nhất định làm tốt, nàng cứ cho con thử đi chỉ điểm thêm một chút là được. Thẩm mậu rất đắc ý, đôi lông mày hiện đầy gió xuân, giấu không được tâm tình vui vẻ. Nếu như phòng học cũng chọn tốt rồi, hắn cũng nên thỉnh phu tử, chọn canh giờ tốt chính thức khai trương trường học. Đối với hắn mà nói, gần nhất trong nhà có thật nhiều chuyện vui. Lại nói tới mạc thị từ thẩm phủ trở về, đem hai đứa con riêng tới viện của mình, bắt hai đứa quỷ xuống mắng chửi, các ngươi đúng là hai cái cọc gỗ mang theo các ngươi đi ra ngoài giao hảo, một câu cũng không biết nói, đưa các ngươi đến cửa cho mang vàng mặc bạc, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc, mệt ta ở đấy nói đến miệng đều mỏi, các ngươi cũng không biết kêu một tiếng. Hai thứ nữ nào dám nói gì, liền cúi thấp đầu, đỡ đẫn nghe bà ta mắng chửi. Mạc thị trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái, tạ thị mang thai, thầm mậu chẳng lẽ không tìm người bồi ngủ, vài năm nay thầm phủ cũng ít di nương. Tommy lại đang có thai, bà tốt đụng đem con gái mình đưa qua, lại không nhận, chẳng lẽ bên đấy hiểu rõ tính toán của mình. Lại nhìn thấy hai đứa con riêng vẻ mặt đau khổ khóc lóc, tức giận mắng, các ngươi khóc tang cái gì, ta còn chưa chết đâu. Một lát sau, thẩm bình trở lại, nhìn hai thi nữ đứng ở trong phòng, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Còn có thể là chuyện gì, thẩm mậu con của đường huynh, ỉ vào trong nhà giàu có. Hôm nay thiếp mang theo hai nữ nhi tới cửa bái phòng, làm sao biết được tạ thị căn bản là không để thiếp vào mắt, đuổi thiếp về. Cũng không nghĩ, nay hắn dẫu có là nhờ có trong tộc phù hộ, một chút cũng không để ý tới những người trong tộc, thật sự là làm người chơi chẽn a. À. Mạc thị chỉ trích bài bản thứ tự, một bụng phẫn nộ. Thẩm bình nghe xong, vẻ mặt âm trầm, con người hiện lên một tia sắc bén, một lát sau, mới nói, phong thủy luân truyền còn chưa biết người cuối cùng cười là ai đâu mạc thị hừ một tiếng thế thì tốt thiếp liền chờ xem khi nào thì trong nhà hắn có chuyện tạ thị mới mang thai một tháng liền ra oai có cái gì tốt mà ra oai sinh con trai đi rồi nói mạc thị có ý xấu với thẩm phủ mà em gái của tạ thị nghe được tạ thị mang thai cũng động một phen tâm tư nghĩ nay thẩm phủ cần hỗ trợ xử lý việc bếp núc trong phủ cũng không có ai so với bà ta thích hợp hơn ở trong mắt của bà ta, Thẩm phủ chính là một thỏi vàng sáng ong ánh, bà ta chỉ cần vơ vết, xử lý vài chuyện lặt vặt một hồi là phát tài. Trước kia, bà vào Thẩm phủ, thân cận với Tạ thị, lão phu nhân cũng thích bà, nàng nhận được không ít quyền lợi của quản gia, lợi dụng chức quyền tiện tay vơ vét của cải, chèn ép hạ nhân, đem thanh danh Thẩm phủ biến thành nơi người người điều oán. Bà ta tưởng kiếp này đã hết cơ hội, nay nghe được tin Tạ thị mang thai, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ngay ngày hôm sau liền tới cửa, vấn an tạ thị, tuy tiện hỏi vài câu, cũng không che đậy mở miệng nói, tỷ tỷ, tỷ mới mang thai một tháng, đã tiểu tụy như vậy, muội cũng đã từng mang thai tử nhi, đúng là làm phụ nữ có thai thật không dễ dàng gì, ngày ăn không vô, đêm ngủ không ngon. Tạ thị đồng cảm nói, muội muội nói rất đúng, không biết có phải tại ta lớn tuổi rồi lần này mang thai cảm thấy không an ổn. Đúng vậy a, à, chúng ta tuổi không nhỏ, mang thai thật không dễ dàng, nếu không chú ý thì rất nguy hiểm, tỷ bây giờ mới được một tháng, sau này thân mình càng ngày càng nặng, chuyện trong phủ xử lý như thế nào được, thấy tỷ vất vả như thế, muội muội thật sự là không yên lòng, nếu không tỷ đem một chút công việc giao cho muội xử lý. Tuy nói thẩm phủ so với vi ra nhiều người hơn một chút, chung quy xử lý cũng đều giống nhau nếu đến sớm một chút có lẽ tạ thị còn phải suy nghĩ hiện tại bà tự nhiên là nhớ tới lời lý ma ma nói liền cười ý tốt của muội muội ta xin nhận chính là muội tới chậm rồi vì thị vừa nghe thấy tạ thị cự tuyệt nụ cười trên mặt cũng nhạt vài phần chẳng lẽ có người so với muội thích hợp hơn sao hôm qua anh rể muội con nói vân khanh tuổi cũng không còn nhỏ nên học cách trông coi việc bếp núc sự vụ vừa vặn có cơ hội liền quyết định để cho con bé xử lý công việc. Tạ thị mỉm cười nói. Nàng, một cái nha đầu, hiểu được làm cái gì sao? Trong phủ công việc từ trên xuống dưới hết thảy, nàng có hiểu không? Nàng trông non được sao? Tỷ nói cho nàng, nếu nàng muốn học, liền đi theo bên người muội học hỏi là được rồi. Vì thị không cho là đúng nói. Nghe xong Lý Mama Ma không khỏi chán ghét, ở một bên mở miệng nói, đại tiểu thư tuổi cũng không còn nhỏ, 13 tuổi hoàn toàn có thể học mấy thứ này, còn nữa trong phủ nàng là chính thất tiểu thư, là người thích hợp nhất, nếu không trông non được, nô tỳ thật đúng là không biết ai có thể làm a. À. Vì thị bị lời nói của Lý Ma làm cho ngượng ngùng, biết Tạ thị không muốn bà hỗ trợ, nội tâm liền không cam lòng, hừ nói, tỷ chính là không nỡ, đem ta đuổi ra ngoài, nay lại sợ ta chiếm tiện nghi nhà tỷ, tỷ liền xem đi, xem nàng không xử lý được đến lúc đó gây ra hậu quả, cẩn thận tức giận mà đau bụng. Bỏ lại mấy câu như vậy, vi thị liền bỏ đi ra ngoài, trong lòng lại nguyên rùa tạ thị nhanh xảy thai. Tạ thị nhìn bóng lưng của bà ta, thở dài, lắc đầu. Vân Khanh biết được chuyện này, phân phó vi thị có đến, nếu không có gì chuyện quan trọng thì ngăn không cho bà ta vào trong viện, người này miệng lưỡi thật quá chua ngoa. Nàng càng thêm hạ quyết tâm, muốn quản lý tốt gia sử để cho tạ thị thanh nhàn an tĩnh dưỡng thai trước kia nàng hoàn toàn không hiểu cho đến trước ngày nàng xuất giá hai tháng tạ thị vội vội vàng vàng dạy nàng vài thứ sau đó đến vĩnh nghị hầu phủ người ở bên trong quan hệ phức tạp giả nhân rất đông nàng luôn lực bất tổng tâm khi đó cũng là vi ngưng tử luôn ở bên cạnh chỉ đạo giúp nàng xử lý công việc tuy rằng mỗi lần đều có thể xử lý xong công việc nhưng hồi tưởng lại khi đó hầu như hạ nhân trong phủ đều tin phục sườn phu nhân vi ngưng tử chứ không phải phu nhân chính thất như nàng. Cho nên thực ra nàng cũng không có nhiều kinh nghiệm, tổng cộng quản gia cũng chưa tới một năm, nhưng khi đó nàng căn bản là không muốn quản lý việc bếp núc, nay nàng muốn học, đương nhiên là dụng tâm học thật tốt, sau khi học lại phát hiện thì ra quản lý công việc trong một phủ lại cần nhiều kiến thức như vậy. Tháng đầu tiên nàng cũng chưa thực sự quản lý, Tạ thị cùng Lý Ma Ma vẫn ở bên cạnh hướng dẫn, đến khi nàng thuần thục thì vừa vặn tới yến tiệc chúc thọ của liễu lão thái thái. Nàng vừa xử lý một số công việc, trở lại trong viện, thấy vẻ mặt liêu thúy xanh mét cầm một kiện xiêm y tới bày ra trước mặt nàng. Vân Khanh vừa nhìn, đúng là bộ y phục nàng mặc hôm sống lại, màu đỏ thiêu tơ vàng hình hoa mẫu đơn, thắt lưng tinh tế, giữa nhụy của bông hoa mẫu đơn đang nở rộ hiện ra một lỗ hồng mặt không khỏi liền trầm xuống. đây là có chuyện gì? sáng nay nô tỳ phân phó mấy tiểu nha hoàn đem váy của tiểu thư đi giặt sạch. không biết tại sao trên sàn lại có vật nhọn. sau khi tiểu nha hoàn kia giặt xong chiếc váy đã bị rách như vậy. Liều thúy trong lòng thầm mắng tiểu nha hoàn kia thật sự là vụng về. chiếc váy này là phu nhân tự mình may cho tiểu thư. từ trước đến nay tiểu thư đều coi như bảo bối. nay bị rách như vậy, nên làm cái gì mới tốt bây giờ a? À? giặt quần áo trên sàn có vật nhỏ lại không biết. Vân Khanh cầm váy lên xem xét, cơ hồ toàn bộ vạt váy dùng chỉ thiêu thành, riêng mặt trên thiêu hoa mẫu đơn, các tú nương cũng phải thiêu mất nửa năm, không nói đến các cành lá khác, họa tiết tinh tế nhất chính là bông hoa mẫu đơn này, nay hỏng rồi, liền hỏng cả chiếc áo. Không những có giá trị cao, chiếc váy chính là quà tặng của mẫu thân năm nàng tròn 12 tuổi. Liêu Thúy kéo chiếc váy ra nhìn, cau mày nói, tiểu thư, lần trước người từ chỗ phu nhân xin điều tuyết lan qua đây, không phải nàng ấy biết thiêu sao? Hay tiểu thư để cho nàng ấy thử? Thật khéo, Vân Khanh cầm chiếc váy, khóe miệng hơi cong lên, dựa theo quy củ, trong viện của nàng, có hai đại nha hoàn liêu thúy cùng thải thanh, bốn nha hoàn bậc hai nhưng chỉ có thanh liên cùng vấn nhi, còn thiếu hai người, đấy chính là ý muốn của Vân Khanh. Khiến tiểu nha hoàn phía dưới muốn thăng tiến làm việc càng thêm chăm chỉ xảy ra chuyện như vậy tuyết lan cũng không cần phải ra sức trước mặt nàng trong viện tay nghề theo thùa của tuyết lan tốt nhất váy này bị rách tự nhiên sẽ nghĩ đến nàng ta đến lúc đó nàng ta có cơ hội tốt thể hiện với vân khanh sửa lại váy nói không chừng vân khanh liền thăng nàng ta làm nha hoàn bậc hai nàng vừa vặn nghĩ tuyết lan là một trong những tiểu nha hoàn nàng cũng không quá để ý nay có một cơ hội đem tuyết lan để vào mắt thật ra cũng là cơ hội tốt để quan sát. Lấy tay nhẹ xoa chỗ váy bị rách, đáy mắt nàng hiện lên tia lạnh khí. Thủ đoạn này cũng rất lợi hại, bất quá vẫn là tâm tư âm độc. Nếu không phải nàng đã trải qua một đời, nhìn rõ nguyên do trong đó, nghĩ rằng tiểu nha hoàn làm hỏng váy cũng không phải việc gì to lớn. Xem ra tâm tư tuyết lan cũng không khác trước kia, một lòng muốn trèo cao không từ thủ đoạn, bất chấp tình người. Nàng đưa váy cho lưu thúy xoay người ngồi xuống rừng la hán hỏi tiểu nha hoàn giặt hỏng váy là ai liêu thúy dừng một chút ngẩng đầu nhìn vân khanh nói thưa tiểu thư là phi đan có ý tứ giống với suy nghĩ của nàng phi đan khi xưa lúc nàng còn theo lão phu nhân đã là nha hoàn hầu hạ bên cạnh người nào cũng biết phi đan chỉ cần biểu hiện tốt sớm muộn cũng được thăng lên nha hoàn bậc hai tuyết lan chính là tính một mũi tên trúng hai con chim đem phi đan có tính uy hiếp cao nhất trừ bỏ. Nếu nàng ta đã tốn không ít tâm tư, Vân Khanh sẽ giúp nàng ta một phen, trong nội viện, người có thủ đoạn cũng không chỉ có mình nàng ta, chớ coi người khác đều là đồ mốc. Mỉm cười, nói, người đem chiếc váy này qua chỗ tuyết lan, bảo nàng sửa lại cho tốt, sau khi làm xong liền thăng nàng ta làm nha hoàn bậc hai, sau đó nói cho phi đan, vật nhọn trên sàn giặt quần áo, không phải tự nhiên mà có chương 144, gặp An Băng Sơn, Vân Khanh phải làm kế thất. Hôm nay là thọ yến của liễu lão phu nhân, thẩm mẫu, tạ thị cùng Vân Khanh, còn có lão phu nhân đều đi đến liễu phu. Tuy rằng không phải đại thọ, liễu gia cũng như trước kia làm rất lớn, từ sau chuyện của liễu dịch thanh, liễu gia ở Dương Châu rất là không có thể diện, cơ hồ hơn nửa năm qua không có tham gia các loại tụ hội của Dương Châu muốn mượn lần tiệc này đem thể diện bị liễu dịch thanh đánh mất nhặt lại. Vừa đến trước của liễu phủ, liền nhìn thấy liễu đại phu nhân điền thị cùng hai vị liễu thứ phu nhân là liễu dịch nguyệt cùng liễu dịch tâm đứng trước cửa chào hỏi khách đến từ khắp nơi. Lúc nhìn thấy cả nhà thẩm phủ đến, liền bước lên phía trước nghênh đón, đầu tiên đối với lão phu nhân hành lễ, sau đó phân phó người đem các nàng dẫn vào. Nữ quyến đương nhiên là cùng nam quyến tách ra, đến bên trong, liễu lão phu nhân đang ngồi ở phía trên, mặc áo có chữ phúc thuê chìm màu đỏ sậm dài với đường viền váy kéo dài đến tận đế giày, liền theo đó là chiếc váy màu nâu sậm theo hình con ngựa, kiểu trong các thọ yến người già hay mặc, vừa nhìn thấy thẩm lão phu nhân liền cười nói, bà cuối cùng cũng đến rồi, tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi, nhớ tới bà vừa từ kinh thành trở về, thật lâu không gặp mặt rồi. Thẩm lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ khách sao đáp lời, sau khi ứng đối vài câu lại có vị khách mới tới sai người hầu đem lễ vật dâng tặng lên liễu lão phu nhân thoáng đảo qua lễ vật phía trước trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng chào hỏi tạ thị và vân khanh rồi ngồi xuống chi phủ phu nhân hôm nay cũng nhận lời mời đến tham dự vân khanh thấy bà tự nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của an tuyết oánh nhưng lại không thấy vẫn là chi phủ phu nhân biết các nàng quan hệ rất tốt nói cho nàng biết hôm qua tuyết oánh bị nhiễm hàn khí còn nằm trên giường cho nên không có tới tham dự được. Biết được tuyết oánh bị bệnh, Vân Khanh nội tâm lo lắng, sau khi hỏi vài câu xác nhận là không có chuyện gì, mới theo tạ thị ngồi xuống chỗ ngồi đã sớm được ăn bài. Đến lúc khai tiệc, các thành viên trong gia tộc tiến vào mừng thọ, liễu dịch dương nhìn thấy Vân Khanh, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vị tiểu biểu muội này mỗi lần thấy mặt đều thay đổi, càng lớn càng xinh đẹp, liền nguyện cơ tiến lên cùng tạ thị nói chuyện, nắm lấy cơ hội cũng cùng Vân Khanh tiện thể gần gũi nói vài câu. Biểu muội đã lâu không gặp, đúng là nữ nhi 18 thay đổi thật nhiều, càng ngày càng xuất chúng rồi. Liễu Dịch Dương quay đầu nhìn Vân Khanh. Biểu ca khen chật rồi, Vân Khanh không có tâm tư đi để ý hắn ta, lại nói ai lại đi khen biểu muội nhà mình càng lớn càng xinh đẹp chứ, thật là không thỏa đáng mà, nói năng lỗ mãng như thế, ngay cả tạ thị cũng lộ vẻ không vui liễu dịch dương một chút cũng không để ý đến thái độ thờ ơ lạnh nhạt của vân khanh vẫn như cũ đứng ở đó nói hết câu này đến câu khác vân khanh thấy hắn nói hăng say mặc kệ hắn ánh mắt dừng lại trên người hoàng thị từ lần cuối gặp mặt nàng ấy đến nay đã qua một tháng hoàng thị tự hồ rất hợp ý với vân khanh đôi lúc cũng thích qua tìm vân khanh tâm sự lúc này nhìn nàng ấy còn gầy hơn so với lần trước cơ hồ là gầy không ra bộ dáng suy yếu đứng không vững nhờ nha hoàn giúp đỡ đến mừng thọ, thoáng hành lễ xong liền an vị ở một bên. Nhưng ánh mắt lại luôn dán vào liễu dịch dương bên kia. Bộ dáng đã yếu như vậy, còn muốn nhìn chằm chằm tướng công mình, đối với vị biểu tẩu này nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng nay đã gặp nhau thì cũng nên có vài lời hỏi thăm khách sáo. Vân Khanh liền hành lễ hỏi, sao lại không thấy Viễn Ca Nhi đâu? Nguyên nhân nàng đến hỏi thăm Hoàng Thị cũng là bởi vì Viễn Ca Nhi đứa bé kia bộ dáng nhu thuận kết hợp với ưu điểm của cha mẹ vân khanh mới nhìn đã cảm thấy thực thích hoàng thị nghe nàng hỏi viễn ca nhi đáy mắt xẹt qua một tia sáng thanh âm dịu dàng tinh tế nói vú nuôi dẫn thằng bé đi chơi rồi nghịch ngợm quá không chịu đến nơi đông người như thế này thỉnh an lão phu nhân xong liền la hét đòi đi chơi vú nuôi đã bế nó đi ra ngoài nàng ấy nói được mấy câu đã nghỉ hai lần tựa hồ rất vất vả Vân Khanh cũng không tiện lôi kéo nàng ấy tan gẫu. Qua một lúc sau, nha hoàn liền đỡ nàng ấy đi xuống trước nghỉ ngơi. Nói vậy là lão phu nhân cũng không thích có người mang bệnh gần như sắp chết xuất hiện ở thọ yến của mình. Không có an tuyết oánh, người khác Vân Khanh cũng không muốn quan tâm. Thừa dịp các nàng một phòng đầy người đang nói chuyện, lui ra ngoài, muốn tìm một chỗ im lặng ngồi nghỉ ngơi một lát. Nàng đi đến một chỗ dưới bóng cây, tìm được chỗ sạch sẽ ngồi xuống lại nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là một vị vú già làm việc đang trong vườn lượn qua lượn lại, vẻ mặt lo lắng. Bà ta nhìn thấy Vân Khanh sau, liền vội vàng thi lễ, sau đó nói: "Biểu tiểu thư, cô ở chỗ này có nhìn thấy Viễn Ca Nhi không?" Viễn Ca Nhi không thấy nữa. Vân Khanh nghe bà ta nói chuyện, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm trọng, ngày hôm nay khách đến cũng nhiều, bọn họ đều tự dẫn theo người nếu là người xấu trà trộn vào, đem viễn ca nhi bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ? Vú nuôi trên mặt cũng là khẩn trường không nhịn được, giọng nói như sắp khóc, viễn ca nhi muốn chơi trốn tìm, nô tỳ nghĩ hoa viên nhỏ này không lớn lắm, sẽ không có chuyện, liền chơi với cậu ấy, ai biết được. Một lát sau, đến phiên viễn ca nhi trốn đi, nô tỳ chuyển qua đếm đến 10, nhưng như thế nào tìm khắp nơi vẫn không thấy viễn ca nhi tìm mấy lần vườn hoa nhỏ này cũng không thấy cậu ấy. Đây chính là đứa con bảo bối của Hoàng thị, nếu đánh mất, vậy chỉ có thể lấy mạng bà ta đền. Vân Khanh vội hỏi, ngươi qua bên kia, ta đi bên này, người cũng lặng lẽ dặn dò những người khác, ở trong hoa viên lặng lặng tìm, không cần kinh động những người khác. Ngày hôm nay lại là thọ yến của liễu lão phu nhân, nếu để mọi người biết được việc này, không chỉ liễu lão phu nhân trong lòng khó chịu, liền ngay cả khách khứa tới tham gia thọ yến này cũng sẽ không thoải mái. Vũ nuôi cùng Vân Khanh cũng có nói chuyện qua vài lần, biết nàng thích viễn ca nhi, lập tức gật đầu nói, được, được, đa tạ biểu tiểu thư. Vân Khanh lúc này cũng không nhiều lời, vòng quanh đường hoa viên mà bắt đầu tìm, hoa viên liễu phủ không tính là nhỏ, cũng không có gì đặc biệt, mấu chốt là viễn ca nhi chỉ là đứa nhỏ chưa tới 4 tuổi, nếu thật sự muốn trốn rất nhiều địa phương nó cũng có thể chui vào cho nên vân khanh một đường phi thường nghiêm túc tìm kiếm bụi cỏ cao một chút khóm hoa nhìn thần bí ngọn núi giả lớn tất cả đều tìm kỹ cho đến khi sắp đến hành lang gấp khúc phía sau một cái núi giả nàng mới phát hiện một thân hình mặc áo nhỏ màu đỏ ngồi xổm trên chóp đá đem con ánh mắt tròn xoe nhìn nàng là viễn ca nhi tiểu tử kia tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra vân khanh thấy thế nhìn không được có chút gấp gáp mở miệng nói viễn ca nhi sao con lại chạy đến đây để cho cô cô tìm con thật vất vả ngựa khí nói chuyện của nàng có chút trách móc viễn ca nhi không biết tại sao vị cô cô bình thường đối với bé ôn nhu lại hung dữ như vậy lập tức bậm miệng cong lên đôi môi phấn nộn khóc lên cô, cô 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 thật hung dữ nha thanh âm của bé tinh tế mềm mại giống như gạo nếp bánh mật mang theo nét ngây thơ của tiểu hài tử bởi vì vừa khóc vừa nói, mồm miệng không rõ ràng lắm. Hai tiếng, cô cô, bị bé gọi giống như tiếng chim kêu. Vân Khanh nhất thời bị bé làm cho cảm giác mình giống như tội phạm, vội vàng ngồi xổm xuống, lấy ra khăn tay lau mặt cho bé. Viễn Ca Nhi không khóc không khóc, cô cô không có hung dữ với con, cô cô thích nhất Viễn Ca Nhi, làm sao có thể hung dữ với con, lại đây, cô cô ôm. Viễn Ca Nhi lần này giống như đặc biệt thương tâm, bẹp bẹp miệng, không chịu nghe theo, Lý Sử, không cần cô cô ôm, cô cô hung dữ. Ôi, còn biết ghi hận nữa a, à? Vân Khanh nhất thời lại cảm thấy buồn cười, nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra cục kẹo, đây là bởi vì Minh Nhi thích ăn, nàng vừa rồi nhìn thấy kẹo hoa quế không tệ, cầm hai cái, hiện tại có thể dùng làm quà rồi. Đem viên kẹo màu vàng phóng tới trước mặt Viễn Ca Nhi, Vân Khanh dỗ nói, Viễn Ca Nhi xem, chỗ cô cô có kẹo ăn a? À? Con đừng khóc, cô cô liền cho con ăn. Nhìn viên kẹo hấp dẫn trước mặt, Viễn Ca Nhi định thần, ánh mắt đảo một vòng trên viên kẹo, bàn tay nhỏ bé liền vươn ra tóm lấy viên kẹo, sau đó tiếp tục oa oa khóc lớn. Vân Khanh, đối với loại tiểu hài tử vô lại này, nàng thật đúng là không có cách nào, đành phải lấy cái khăn dính đầy nước mắt nước mũi của Viễn Ca Nhi ra, ôn nhu nói, Viễn Ca Nhi đừng khóc, xem cô cô làm ảo thuật cho con nè vừa nghe thấy có ảo thuật viễn ca nhi khụt khịt tập trung ánh mắt nhìn vân khanh vân khanh cầm cái khăn có nước mũi của viễn ca nhi ở trước mặt phe phẩy con xem đây là cái gì khăn tay viễn ca nhi giọng nói lanh lành trả lời viễn ca nhi thật thông minh a à, con xem cô cô đem khăn biến thành con chuột nhỏ a à. nàng cầm lấy khăn tay sấp lại gấp thành hình tam giác sau đó lại thoăn thoắt gấp trái gấp phải lại cuốn vào nhét lên phía trên trong tay liền có hai cái góc đem một góc trong đó kéo rộng ra lại kéo một đầu khác làm cái đuôi cái khăn hồng nhạt kia lập tức liền biến thành một con chuột nhỏ còn xem đây không phải là con chuột nhỏ sao đem thành phẩm con chuột hồng phấn đặt ở trong lòng bàn tay vân khanh nhíu mày rỗ nói nàng làm cái này cũng không dễ dàng a à, trò chơi trước đây căn bản đều đã quên may mắn là nàng còn nhớ rõ cách xếp này vậy cô cô còn có thể xếp con thỏ sao tiểu hài từ suy nghĩ đơn giản bị vân khanh dụ dỗ quên đi chuyện lúc đầu nhìn chằm chằm cái khăn thần kỳ kia đưa ra yêu cầu rất dễ nha xem cô cô chỉ nhìn vân khanh khéo léo biến đổi đem khăn xếp mấy cái con chuột hồng phấn kia lập tức biến thành con thỏ hồng phấn nằm trong lòng bàn tay của viễn ca nhi viễn ca nhi chớp chớp ánh mắt sau đó ngẩng đầu lên nói cô cô con chuột nhỏ đi đâu rồi hà vân khanh nhìn khuôn mặt trẻ con mập mạp của bé bộ dáng ngây thơ không khỏi nở nụ cười ánh mặt trời xuyên thấu bị núi già chặn lại theo một mặt khác chiếu vào nữ tử dưới bóng cây nhu hòa tốt đẹp tựa như một bức tranh ánh mắt nàng hơi hơi hếch lên bởi vì cười đến vui vẻ mà kéo lên càng rõ ràng mũi bời vì cười mà hơi nhăn lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên nét trẻ con đôi lông mày giống như có nhiều điểm sáng lấp lánh đẹp đến nỗi làm cho người không nỡ rứt ra ánh mắt. An Sơ Dương đứng ở phía sau núi giả, nhìn lúng đồng tiền của nàng, ánh mắt rơi xuống con thỏ màu hồng nhạt trên tay Viễn Ca Nhi, ngón tay buộc chặt. Khớp xương phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ, làm cho Vân Khanh đang cười nghiêng đầu, nhìn về phía đám cây phía sau, chính là An Băng Sơn mặc quần áo màu lam đậm có họa tiết mây thiêu tơ vàng kết hợp với trường bào cổ tròn. Người này khi nào thì xuất hiện tại nơi này? Nàng nắm bàn tay nhỏ bé của Viễn Ca Nhi, khách khí chào hỏi, "An công tử." Tuy rằng giọng điệu khách khí, khóe miệng như trước vẫn mang theo tươi cười, nhưng An Sơ Dương lại có thể thấy được nụ cười của nàng đối với hắn cùng vừa rồi đối với Viễn Ca Nhi có khác biệt rất lớn, dáng vẻ bây giờ rất giống bộ dáng Thiên Kim tiểu thư ngày thường, đeo lên một lớp mặt nạ, ôn nhu lại khó có thể tới gần vân khanh có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra một tầng lạnh lùng hàn khí tuy nói an sơ dương là người lạnh như băng nhưng hàn khí như vậy vẫn là loại hiếm thấy cái con thỏ kia tặng cho ta lời của hắn không tính là mệnh lệnh nhưng nghe qua cũng không có ý là đang cầu xin đại khái là người rất lạnh nhạt vân khanh vừa nhắc đầu hoài nghi mình có nghe lầm hay không nhìn thoáng qua vẻ mặt không chút biểu tình của an băng sơn lại nhìn con thỏ bằng khăn tay trong tay của Viễn Ca Nhi, không quá xác định nói, người muốn cái này. Không đợi An Băng Sơn mở miệng, Viễn Ca Nhi khẩn trương nắm chặt món đồ chơi mới, trong miệng bởi vì ngậm kẹo hoa quế mà phát âm trở nên mơ hồ không rõ, ông o ấy on ỏ ủa Không cho lấy con thỏ của ta. An Sơ Dương hơi hơi nhíu mày khiến cho Vân Khanh biết hắn thật sự muốn vật này, không khỏi có chút không vui nói, An công tử cũng biết việc con thỏ này là chuyện nhỏ, nhưng nếu để người ta biết đây là khăn của ta, chỉ sợ đối với danh dự ngươi không tốt. An sơ dương trên mặt liền lộ ra vẻ sừng sốt, nhìn nhìn con thỏ kia, chân mày cau lại, hắn vừa rồi chính là chỉ muốn thứ đồ đó, nhưng thật ra đã quên mất khăn tay này là vật bên người của nàng. Thực xin lỗi, việc này đối với danh dự một cô nương mà nói rất quan trọng, chả trách Vân Khanh nói chuyện gay gắt như vậy. Nhưng Vân Khanh cũng không nghĩ đến An Sơ Dương sẽ tự nhiên mà nói ra lời xin lỗi. Không khỏi dương mắt gắt gao theo dõi góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt của hắn, làn da hắn là gần như màu đồng đen, chắc đại khái cùng việc hắn thích cưỡi ngựa săn thú có liên hệ, lông mi rậm rạp thể hiện nét nam tính mười phần, ánh mắt hơi nhu hòa, nếu không phải là vì sắc mặt lạnh như băng kia, chỉ cần nhìn ánh mắt này, cảm giác hắn nhất định là một người rất ôn hòa, hai tròng mắt đen thuần túy thực trong suốt, bên trong phản chiếu lại ảnh ngược của nàng, hình dáng thực rõ ràng. Người như vậy, bình thường tâm địa cũng không âm độc, Vân Khanh nghĩ như vậy, vừa rồi lúc An Băng Sơn muốn con thỏ, có lẽ là nhất thời không ngờ đó là khăn tay của nàng. Nàng mỉm cười, tại sao An công tử không có ở phía trước cùng mọi người dự tiệc? Phía trước hẳn là đang có tiết mục, các vị công tử kia cũng sẽ ở cùng một chỗ đấu chim uống rượu. An sơ dương bị ánh nhìn của nàng soi mói thì có vài phần không được tự nhiên, ánh mắt đánh giá như vậy, lại không hàm chứa mưu tính khác ở trong đó. Hắn thoáng đảo trong mắt, ánh nhìn rơi trên chùm hoa la đơn, hoa chuối tây, đang nở rộ, nhưng lại cảm thấy bông hoa rực lửa hồng kia vẫn không hấp dẫn bằng một góc váy của nàng. Không có ý nghĩa, Vân Khanh đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ bị coi thường, lại nghe được An Sơ Dương trả lời, bất quá đúng như tác phong của hắn, ít ý kiệm lời. Viễn Ca Nhi thấy không có người đến dành con thỏ nhỏ của bé nữa, thoáng yên tâm, đại khái là chơi cũng mệt mỏi, nâm đầu nhỏ nói, cô cô, ta đói bụng. Vân Khanh cười nói, cô cô liền mang con đi ăn. Nàng đối với An Sơ Dương Hành Lễ nói, ta còn phải dẫn Viễn Ca Nhi đi tìm nhũ mẫu của cậu bé, cáo từ trước. Không biết như thế nào, An Băng Sơn ngừng đầu hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Lại xem Vân Khanh nhìn phía Viễn Ca Nhi ánh mắt yêu thương, môi mỏng phun ra một câu nói, vừa rồi có một phụ nhân mặc váy màu lam vẫn đi theo phía sau ngươi. Hắn là bởi vì không thích cùng các công tử kia ở cùng nhau mới đến hậu hoa viên đi dạo, lang thang một vòng, phát hiện có một phụ nhân lén lút đi theo người phía trước, hắn nhìn thân ảnh người bị theo dõi kia có chút giống Vân Khanh, sợ có cái gì ngoài ý muốn, liền đi theo. Nào biết phụ nhân kia tránh ở một bên nhìn thấy Vân Khanh đã tìm được tiểu nam hài, liền hướng một phương khác rời đi rồi. Phụ nhân mặc váy màu lam, trong đầu nàng hiện lên thân ảnh nhu mẫu của viễn ca nhi, âm thầm nhíu hạ mi, không hề lên tiếng, ôm lấy bé hướng viện của Hoàng thị đi đến. Hoàng thị ở tại phía tây liễu phủ, từ sau hoa viên đi xuyên qua một lát, liền đến chỗ nàng ở vũ lạc cư. Bởi vì hôm nay là thọ yến liễu lão phu nhân, nên tất cả người hầu đều ra phía trước phục vụ. Viện của Hoàng thị hơi có vẻ thanh tĩnh, chỉ có đại nha hoàn hầu hạ bên người là Đinh Tư ở lại bên người. Nhìn thấy Vân Khanh đến đây, như đã sớm biết rằng nàng sẽ đến, liền đón nàng đi vào. Trong phòng như trước là vị thuốc nồng đậm, Hoàng thị tựa vào đầu giường, một thân gầy trơ cả xương, mặc trung y màu trắng làm cho người ta cảm giác lộ ra một cỗ hiu quạnh ốm yếu vân khanh nhìn xong toàn thân liền có chút không được tự nhiên hoàng thị thấy nàng tiến vào gương mặt ốm đau mang theo một chút ý cười sao muội lại tới đây không thấy nhụ mẫu bên cạnh hoàng thị vân khanh trong lòng tuy có nghi vấn nhưng đem đứa nhỏ đến bên cạnh mẹ ruột là hoàng thị càng thêm yên tâm liền đem viễn ca nhi đang trong lòng nàng muốn thả xuống dưới ai biết khi đinh tư muốn đi tới đón viễn ca nhi liền hu hu khóc bé vừa rồi phòng trừng là mệt mỏi, dựa vào ngực Vân Khanh đã muốn ý mắt ngủ, một bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy con thỏ Vân Khanh gấp cho mình, một tay khác nắm chặt cổ áo của Vân Khanh. Hoàng thị về mặt xin lỗi nói, đứa nhỏ này khi ngủ chính là thích nắm đồ vật này nọ, giống như sợ người khác giật mất của bé vậy. Nàng nói xong, sắc mặt có chút ảm đạm. Vân Khanh biết nàng ấy vì tình hình sức khỏe của mình, thật sự là càng ngày càng yếu biết nàng ấy sắp phải chia lìa Viễn Ca Nhi, liền ý bảo Đinh Tư đừng đón, ôm Viễn Ca Nhi ngồi vào một bên ghế, biểu tẩu vẫn nên thả lòng hơn một chút, đừng nghĩ nhiều quá, lo lắng chỉ tăng thêm bệnh tình. Hoàng thị cười nói, cũng là muội tâm tính thiện lương, Nguyệt Nhi, Tâm Nhi, cũng chưa được như muội có kiên nhẫn, thật sự là người đẹp, tâm địa cũng đẹp, khó trách Viễn Ca Nhi đặc biệt thích muội. Viễn Ca Nhi tính tình hoạt bát đáng yêu, ai thấy đều thích huống chi muội lại là biểu cô của bé thiên vị một chút cũng là khó tránh khỏi hoàng thị vừa rồi tuôn một chàng khen ngợi vân khanh cũng có chút ngượng ngùng nàng nhìn viễn ca nhi đang trong lòng mình bẹp miệng trong mắt phượng toát ra một tia thương tiếc nàng chưa từng có đứa nhỏ cũng không phải là loại người đối đứa nhỏ đặc biệt yêu thích nhưng nhìn đến viễn ca nhi liền không tự chủ nhớ đến sinh mệnh thê thảm của bản thân kiếp trước vô tình đem tiểu oa nhi này và kiếp trước của nàng liên hệ ở cùng một chỗ. Và lại, viễn ca nhi bộ dạng dễ thương, lại là hậu bối của nàng, Vân Khanh đương nhiên là yêu thích rồi. Hoàng thị nhìn ánh mắt của Vân Khanh, đáy mắt toát ra một tia cao hứng, khiến cho hai mắt tự hồ như tỏa sáng, không phải, viễn ca nhi đối những người khác sẽ không như vậy. Trừ bỏ hoàng thị cùng vú nuôi, kỳ thật viễn ca nhi rất khó ở trong lòng người khác ngủ nàng xem con trai trong lòng Vân Khanh ngủ say, cùng Vân Khanh trên mặt phát ra yêu thương thực lòng, trong mắt nổi lên một tầng vui mừng lại đau xót lần lượt thay đổi, nhờ Đinh Tư giúp đỡ nàng ngồi xuống, lại nói, tỷ xem ra, muội cũng là thật tình thích viễn ca nhi, những người khác chỉ sợ là không có kiên nhẫn cùng tiểu hài từ khóc lóc náo loạn. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt sáng rỡ kỳ lạ, theo tầm mắt hình như là đang nhìn nàng, bất giác có chút kỳ quái, nếu là nhìn Viễn Ca Nhi thì bình thường, nhưng còn nhìn nàng thì hơi có chút kỳ quái rồi đó. Hoàng thị mãnh liệt ho khan vài tiếng, Đinh Tư nói, đại thiếu nãi nãi, nô tỳ ở trong bếp trưng một nồi tuyết lê ngâm đường phèn. Biểu tiểu thư, người cũng uống một chén đi. Vừa vặn lúc trên bàn tiệc, Vân Khanh không có khẩu vị, miệng cũng có chút khô, liền gật đầu nói, cũng tốt. Đinh Tư nghe xong, xoay người đi ra ngoài, một lát sau, mảnh che được vén lên, đình tư trong tay bưng khay vô gỗ hồng mạ vàng tiến vào, phía trên là hai cái chén đậy nắp bằng sứ thanh hoa, trên mặt là một viên đường một viên đá. Nàng đem chén bên trái bưng cho Vân Khanh, sau đó lại đem một chén khác đặt lên bàn, cầm cái gối dựa lớn đặt ở phía sau Hoàng thị, mới đưa tuyết lê trưng đường phèn bưng lại cho nàng. Hoàng thị dùng thìa ở trong chén nhẹ nhàng khuấy, nhìn Vân Khanh không đụng tay đến, đối với Đinh Tư nói, còn không mau đi đem Viễn Ca Nhi ôm lại đây. Bởi vì Viễn Ca Nhi nắm rất chặt, Đinh Tư mất rất nhiều sức mới đem ngón tay nhỏ của bé từng ngón vặn bung ra, Vân Khanh nhìn cũng có chút đau lòng, quay đầu đối với Hoàng Thị nói, để cho bé ngủ thêm một lúc đi. Không cần, để cho Đinh Tư ôm đi, đều do vú nuôi chiều thành tật sống. Hoàng Thị ngữ khí thật là nhẹ nhàng, nhưng Vân Khanh không có nhìn nhầm nét đau lòng nơi đáy mắt của nàng nàng xem xem đinh tư trong mắt mang theo chút hồ nghi biểu mũi uống tuyết lê canh đi canh này bổ thận mát phổi hoàng thị cười nói vân khanh mỉm cười bưng lên canh tuyết lê dùng cái muỗng bằng gốm xứ múc một ít vừa đụng tới môi phát hiện trong bát tản ra một hương vị lạ làm cho nàng vốn ôn nhu mỉm cười hai trong mắt hiện lên một chút nghiêm nghị dư quang liếc thấy ánh mắt chờ đợi của hoàng thị nghiêm nghị trong phượng mâu càng như đồng châm sắc bén nàng cúi rũ mắt điệp khẽ mím môi một chút vào thìa động tác thả chậm tao nhã vừa lúc này viễn ca nhi tỉnh lại rụi rụi mắt con ngươi nhìn đến vân khanh đang uống thứ gì đó muốn đi qua nũng nịu kêu cô cô ăn cái gì a à? con cũng muốn vân khanh ngẩng đầu sắc mặt nhu hòa mà tịnh lệ đứng lên một tay tiếp nhận hai cánh tay ngắn mũ mĩm đang vươn ra muốn nàng ôm của viễn ca nhi ngồi xuống đem hắn đặt ở trên đùi cô cô đang uống canh tuyết lê a con muốn uống không? Muốn lắm, viễn ca nhi lớn tiếng trả lời, giọng nói mềm mại giòn vang, đem sắc mặt của đinh tư cùng hoàng thị hai người làm cho biến đổi. Vân Khanh mỉm cười, từ trong bát múc một muỗng canh, hướng trong miệng viễn ca nhi đốt, đinh tư ở một bên la lớn, biểu tiểu thư, không cần cho viễn ca nhi uống. Cánh tay đang uy canh dừng lại, Vân Khanh nâng lên khuôn mặt như phủ dung, trên môi mang ý cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy tức giận nhẹ nhàng mở miệng nói vì sao không thể này tuyết lê là hàn tính viễn ca nhi uống vào đối với sức khỏe không tốt Đình tư ngập ngừng một chút mở miệng nói vân khanh ngây thơ chừng lớn mắt nhíu mi khẽ cười nói đinh tư người cái này không biết rồi y phu tử trong học viện cũng đã từng nói tuyết lê mặc dù hàn nhưng là băng cùng đường là ôn tính hai thứ này sau khi nấu với nhau sẽ biến thành ôn tính rồi hơn nữa dinh dưỡng của băng và đường tiểu hài tử uống vào đối thân thì tốt đó nàng khẽ mỉm cười không nói tiếp nữa cầm thìa đút cho viễn ca nhi nụ cười kia ở trong mắt hoàng thị so với độc xà còn độc hơn nàng ta gấp gáp nương theo cạnh tháp nhào lại đây không cần cho viễn ca nhi uống sẽ hại chết nó đấy lạch cạch một tiếng thìa bị ném về trong bát phát ra thanh âm thanh thúy nước đường vàng nhạt trong bát bắn tung tóe lên bàn. Vân Khanh đem Viễn Ca Nhi ôm đến thả vào trong lòng Đinh Tư, âm thanh lạnh lùng nói, đem Viễn Ca Nhi mang đi ra ngoài. Đinh Tư biết hôm nay chuyện đại thiếu nãi nãi phân phó, biểu tiểu thư khẳng định đã phát hiện, vội vàng tiếp nhận Viễn Ca Nhi, đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa đóng lại. Bởi vì vừa rồi động tác quá mạnh, Hoàng thị dựa vào trên tháp, tóc tai tán loạn, đang thờ hồn hình. Vân Khanh ở phía sau nhưng trên mặt không có nửa điểm thương tiếc, đôi mắt phượng lạnh lùng, bình tĩnh nhìn nàng ta, biểu tàu vừa rồi khẩn trương cái gì, canh kia ta có thể uống, vì sao viễn ca nhi không thể uống. Hoàng thị ngập ngừng, vẻ mặt lộ ra thần sắc đau khổ, nhìn Vân Khanh nói, không thể uống, thằng bé còn nhỏ, không thể uống cái canh kia. Không phải thằng bé còn nhỏ, mà là vì bé là con trai tỷ, cho nên tỷ sợ hắn uống cái canh kia sẽ để lại di chứng, mà ta chẳng qua chỉ là một vị biểu muội họ hàng xa mà thôi, cho nên tuyệt hậu canh này, tỷ có thể không chút do dự bưng tới cho ta uống. Vân Khanh tức giận nói, nếu không phải nàng đi theo vấn lão thái gia học y, tuyệt tự dược trong canh tuyết lê này nàng căn bản là không lường được. Hoàng thị hạ dược hàm lượng cực kỳ nhỏ, uống một lần cũng không sao, nhưng nếu là trường kỳ uống vào, như vậy sẽ giống như tên của dược này, uống xong thuốc này nữ tử về sau không còn có cơ hội mang thai sinh con nữa. Hoàng thị đã từ từ bình tĩnh lại, nàng ta chờ mình, bởi vì kích động mà dáng đứng dậy ra sức biện giải nói, "Muội không phải thích Viễn Ca Nhi sao? Viễn Ca Nhi cũng thích muội a, à, đến lúc ta đi rồi, muội liền gả đến Liễu gia, nơi này là nhà bà bác của muội, cha chồng lại là chi phủ đồng chi, muội gả vào cũng không tính là bị thiệt thòi rồi." vân khanh đột nhiên cảm thấy có một câu cũng không có nói sai người đáng thương cũng có chỗ đáng giận nàng bởi vì biết được mọi chuyện kiếp trước cho nên đối với hoàng thị cùng viễn ca nhi đều là thiệt tình đối đãi viễn ca nhi nàng cũng là thiệt tình yêu thương nhưng nàng yêu thương thì yêu thương không có nghĩa là nàng sẽ vì sự yêu thương ấy mà gả đến liễu ra nuôi nhi từ cho hoàng thị có lẽ ở trong lòng hoàng thị còn cảm thấy nàng gả vào đây không tệ một nữ nhi của thương hộ có thể gả đến liễu gia nhưng nàng không có muốn vào không có chút hứng thú muốn đến chỗ này ai nói gả đến liễu gia sẽ hạnh phúc là thân nhân thì sao liễu dịch dương kẻ kia nàng kiếp trước không gả kiếp này lại càng không nàng nhìn hoàng thị khuôn mặt thê thảm khóe miệng mang theo châm chọc nói ta có bị thiệt thòi hay không không phải chỉ dựa vào lời tỷ nói là được tỷ cũng không có tư cách sắp xếp chuyện cả đời của ta Tỷ vì lợi ích của bản thân mình, bỏ tuyệt từ dược vào canh, có từng nghĩ tới ta dù phải làm kế thất hay gả cho người khác, chuyện không thể sinh con này có thể làm ta cả đời không thể ngừng đầu bên nhà chồng hay không? Tỷ cái gì cũng đều đứng ở góc độ của mình mà nhìn vấn đề, còn muốn làm bộ như đang lo lắng cho ta, thật sự là ích kỳ làm cho người ta cảm thấy tỷ thật đáng sợ. Hoàng thị vào giây phút trong lòng quyết định hạ tuyệt từ dược này, kỳ thật là có do dự nàng ta thích vân khanh thích nàng ôn nhu thiện lương hiền hòa nếu là nàng ta không bị bệnh nguy kịch còn chưa tới nửa năm sẽ phải buông tay nàng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nàng ta nhìn vân khanh mang theo ánh mắt lãnh đạm trong lòng các loại cảm xúc hỗn độn hối hận phẫn nộ đau thương sốt ruột ảo não đều đan vào cùng một chỗ nước mắt ào ào chảy xuống men theo khuôn mặt gầy đến không còn chút thịt nào của nàng ta rơi xuống đất hai tay gắt gao cầm lấy chăn phủ gấm màu đỏ lớn tiếng khóc nói ta cũng không muốn a à, ta cũng không muốn a à, nhưng là muội biết không nữ nhân ở đông viện kia sẽ sinh đứa nhỏ hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh cùng nữ nhân đó căn bản là không đến chỗ này của ta ngay cả viễn ca nhi cũng không quan tâm hắn nói chờ sau khi ta chết sẽ đem nữ nhân đó lên làm chính thất nữ nhân đó tháng này đã hai lần tới chỗ của ta khiêu khích à ta mỗi ngày rùa ta chết sớm một chút tốt nhất mang theo Viễn Ca Nhi cùng chết, nếu không mang theo Viễn Ca Nhi cùng đi, ả à ta đến lúc đó cũng sẽ nghĩ biện pháp hành hạ nó đến chết. Ta không còn cách nào, ta muốn tìm một mẹ kế cho Viễn Ca Nhi a. À? Hoàng thị nước mắt giống như thủy triều, rầm rầm chảy ra, đầu của nàng ta ngọ nguậy mãnh liệt, giống như là muốn phát tiết cái gì, Liễu Dịch Dương mỗi lần nhìn thấy muội, ánh mắt sẽ tỏa sáng, ta biết là hắn thích muội nhưng thẩm phủ chỉ có một mình muội là nữ nhi không có khả năng sẽ đem muội gả cho hắn làm thiếp chỉ có làm cho muội không thể sinh con muội mới có thể gả đến liễu gia mới có thể yêu thương viễn ca nhi của ta xem nó như con của mình nàng khóc cực kỳ kịch liệt cái loại cảm xúc vô cùng bi ai này mặc dù vân khanh đang thịnh nộ cũng có thể cảm nhận được đó là một tình mẫu từ mãnh liệt nàng mặt không chốt thay đổi nói tỷ không đi tìm các tiểu thư khác thử xem sao cũng có tiểu thư tâm địa tốt, tuy rằng rất ít. Hoàng thị lắc đầu, lần này nàng ta đong đưa cực kỳ chậm, như là tuyệt vọng, muội không biết liễu dịch dương, nhan sắc bình thường hắn không xem vào mắt, ra thế kém, lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý, ta cũng thử qua một ít người thích hợp, nhưng không ai giống như muội vậy, là thật tâm đối đái viễn ca nhi, các nàng trước mặt ta là một chuyện, sau lưng ta lại đối với viễn ca nhi hờ hứng, không hề kiên nhẫn, các nàng không giống muội Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Vân Khanh, "Vân Khanh, muội mắng ta cũng được, trách ta cũng được, ta thật sự không còn cách nào, bụng nữ nhân đó sắp sinh, ta cũng không còn bao nhiêu thời gian, ta là bất đắc dĩ a, à, loại người như à ta, nhất định sẽ ra tay với Viễn Ca Nhi ra tay." Nhìn trong mắt hoàng thị lộ ra tia chờ đợi cùng tuyệt vọng, Vân Khanh trong lòng thở dài thật mạnh, đứng từ góc độ của hoàng thị mà nói, "Tất cả việc nàng ta làm đều là vì Viễn Ca Nhi." nàng thầm nghĩ vì nhi tử tìm một mẹ kế yêu thương hắn, nhưng là Vân Khanh trung quy không phải hoàng thị, nàng cả đời này cũng không phải vì muốn là một người mẹ kế vĩ đại mà dâng hiến tất cả. Thiện lương là một tiêu chuẩn, nhưng thiện lương không có nghĩa là sẽ hy sinh chính mình đi thành toàn cho người khác, mỗi người chỉ có thể đối với một nhóm người thiện lương, bởi vì những người đó là người quan trọng trong lòng họ. Ngồi ở một bên, Vân Khanh bưng lên ly trà đã muốn lạnh nhấp miệng, làm dịu cổ họng hơi khô rát, khép hờ làn mi nói, việc tìm một mẹ kế yêu thương viễn ca nhi, tỷ không có cách nào khác sao. Hoàng thị đầy mặt đều là nước mắt, nàng dùng khăn xoa xoa mặt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, có thể nghĩ các biện pháp ta đều từng nghĩ qua, ta đi rồi, liễu dịch dương nhất định là muốn nạp thiếp, mặc kệ là thăng nữ nhân đó thành chính thất, hay là đòi tìm thêm một vị phu nhân trở về. Đối với viễn ca nhi của ta về sau đều là nguy hiểm. Dương châu nữ nhân thích hợp để gà bọn ta đều tra qua, thật là không còn cách nào rồi. Nhìn nữ nhân này vì nhi tử một lòng tận tâm, Vân Khanh nhấp nhấp đôi môi phấn nổn, trong mắt thoáng lóe lên tia sáng, mang chút âm thầm cổ động mà mở miệng, ta có biện pháp. Chương 145, Tô Mi sắp sinh, thiếp thất khó sinh, một. Hoàng thị nghe được nàng nói có biện pháp đáy mắt mang theo hồ nghi, mở miệng nói, muội có biện pháp gì? Từ sau khi bị bệnh, nàng ta luôn luôn ở nơi này, lại nhớ tới việc kế thất, vợ kế, của liễu dịch dương, không biết là Vân Khanh có biện pháp nào thích hợp hơn. Vân Khanh đứng lên, đi lại cầm lên một quả được ngâm trong bồn hoa quả làm bằng gỗ lim hình tròn khảm đá cầm thạch, đặt ở trong tay, chậm rãi hỏi, loại trái cây này có tên gọi là gì? Thấy nàng hỏi tới vấn đề không liên quan, Hoàng thị có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ tới nàng có biện pháp, liền phối hợp trả lời, "Đây là xoài, do thuộc hạ của cha chồng biếu tặng, lão phu nhân cho người mang tới trong phòng tặng cho ta một ít." Nàng ốm đau liên miên, khẩu vị không tốt, thường ngày một chút cũng không muốn ăn. Vân Khanh nhìn quả xoài trong tay, khóe môi cong lên, nói, "Thứ này bởi vì hiếm lạ, nên mới cho người đến biếu đại biểu cữu, cậu họ nếu là loại quả bình thường như lê hay táo thì sẽ không có người đưa tới. Hoàng thị mơ hồ cảm thấy trong lời nàng nói có thâm ý, nhưng lại nghe không ra là có ý gì, hỏi ngược lại, muội đây là có ý tứ gì? Ta không có ý gì, chính là cảm thấy thưa quý hiếm, quả xoài ít thấy cho nên được người ta xem như báu vật, còn táo nhiều cho nên không cần. Vân Khanh đem quả xoài màu vàng trong tay xoay chuyển một cái, thả lại trong bồn nước đầy quả. Đột nhiên nghe Vân Khanh nói như vậy, Hoàng thị còn ngẩn ra, không biết hoa quả thì có liên quan gì đến biện pháp của nàng. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cười khanh khách của Viễn Ca Nhi mới làm nàng ta lĩnh ngộ được. Nữ nhân đó sở dĩ dám kiêu ngạo ở trước mặt nàng ta cuồng ngôn nguyên nhân là biết nàng ta sắp chết, mà trong bụng của ả à lại có đứa nhỏ, đứa nhỏ này cũng là của Liễu Dịch Dương, cho nên ả à chờ sau khi nàng ta chết thì sẽ giết Viễn Ca Nhi. Bởi vì Viễn Ca Nhi sẽ uy hiếp đến địa vị nhi tử của à. Mà Liễu Dịch Dương cũng không để ý đến Viễn Ca Nhi cũng chính vì nguyên nhân này, cho dù không có Viễn Ca Nhi, hắn cũng có thể tìm được rất nhiều nữ nhi vì hắn mà sinh con, tương lai hắn có thể cưới kế thất hay dâm thiếp thất, trong mắt hắn căn bản không là gì cả. Nhưng có con nối dòng mới là đáng quý, nếu sau này Liễu Dịch Dương không có nhi tử khác mà chỉ có mỗi Viễn Ca Nhi là con nối dòng vậy hắn phải hào hào mà yêu thương đứa con nối dòng duy nhất này rồi. Nhưng mà biện pháp như vậy, Hoàng thị ngừng đầu lên, hai tay nắm chặt, đốt xương tay gầy yếu do dùng sức mà lồi ra nhìn càng rõ, muội là nói, ta kê đơn thuốc cho liễu dịch dương, khiến hắn sau này không thể có khả năng có con. Vân Khanh đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía cửa, khuôn mặt của nàng vì ngược bóng cho nên nhìn không rõ lắm, ta cái gì cũng chưa nói chỉ là cảm thấy xoài thực quý hiếm. Nàng không mốc đến mức chính miệng nói ra việc làm cho Liễu Dịch Dương mất khả năng sinh con, nếu để cho người khác biết được thì sẽ là nhược điểm của mình. Hoàng thị không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt gì, loại người như vậy ngày thường không có biểu hiện gì, nhưng một khi xảy ra chuyện liên quan đến con của mình, tất nhiên sẽ ngoan độc đến cùng. Nếu hôm nay nói thẳng ra, sau này phát sinh biến cố gì lại tính trên đầu của nàng thì làm sao bây giờ? Chính là từ xưa đến nay, nữ nhân dại dột đến không có thuốc chữa cũng là chỉ nghĩ đi phòng bị nữ nhân, cho rằng nữ nhân là kẻ thù lớn nhất của mình, nhưng không nhận ra rằng, tranh đấu trong hậu viện đều là do nam nhân gây ra, chỉ cần có được tâm của nam nhân đó, họ sẽ hao tâm tổn trí phòng bị những nữ nhân trong nhà, cũng không để ý hắn ở bên ngoài làm cái gì, hạng đàn bà phấn son hắn leo lên nhiều đếm không xuể càng khó lòng phòng bị hơn. Hoàng thị biết được ý của nàng, nhưng ý nghĩ này thật sự quá lớn mật, nếu sau này hắn biết, hắn không thể có con là do ta hạ dược, hắn lại giận chó đánh mèo sang Viễn Ca Nhi thì làm sao bây giờ? Vậy về sau hắn không còn con nối dòng nữa rồi. Vân Khanh ngước mắt nhìn nàng ta, nếu là trước kia, nàng cảm thấy đây là một nữ nhân đáng thương, nhưng hôm nay hành vi của nàng ta lại khiến cho Vân Khanh không khơi nổi một chút đồng tình nào biện pháp này là vì nàng ta mà nói chứ không phải là vì viễn ca nhi nhưng bọn họ đã nói đến nước này rồi hoàng thị còn lo lắng liễu dịch dương về sau có con nối dòng hay không hoàng thị trước sau đều phải chết hận thì sao mà không hận thì sao con người trước sau đều phải chết đã đến tình trạng như thế này rồi còn đi thương tiếc nam nhân kia có ý nghĩa sao lúc cho nàng ta hạ canh tuyệt từ tại sao lại không nhớ lại tình cảnh của nàng vì một lão công bạc tình ăn chơi đảng điếm lại còn do do dự dự loại nữ nhân này không đáng để nàng đồng tình nếu không phải vì viễn ca nhi nàng đều một câu cũng không nói quay người rời đi rồi sau ba tiếng gõ cửa đinh tư ôm viễn ca nhi đang la hét náo loạn đòi mẹ tiến vào hoàng thị do dự lập tức thần sắc tràn đầy đau lòng ôm viễn ca nhi vào trong ngực hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của viễn ca nhi không sót chỗ nào nhi tử còn nhỏ như vậy, nếu nàng đi, sau này phải làm như thế nào? Viễn ca nhi bổ nhào vào trong ngực của nàng, hoàng thị cầm lấy tay hắn, động phải một đoàn mềm mại, lập tức đem một đoàn mềm mại này từ trong tay viễn ca nhi đặt ở dưới chân. Vân Khanh nhìn thấy tất cả hành động của nàng ta, nhất thời cảm thấy người như vậy thật không có ý tứ, trong mắt phượng hiện lên một tia sáng, mở miệng nói, biểu tẩu thân thể không tốt, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng thị nghe xong lời của nàng, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra nét cười, đem Viễn Ca Nhi đặt lên trên đùi, gật đầu nói: "Hôm nay nhờ có muội, nếu không không biết Viễn Ca Nhi trốn ở bên kia bao lâu." Đến lúc này Hoàng thị còn muốn kéo gần quan hệ giữa nàng cùng Viễn Ca Nhi, không muốn cùng nữ nhân ngu xuẩn này nói thêm gì nữa. Vân Khanh đi đến trước mặt nàng ta, gần từng chữ nói: "Biểu Tẩu, không biết ngươi cảm thấy ta rất ngốc, hay cho rằng mình rất thông minh?" hôm nay mọi chuyện tất cả đều do ngươi an bài ngươi cho nhụ mẫu dẫn viễn ca nhi đến sau núi giả sau đó lại dẫn ta đi qua mục đích là muốn ta gánh tội thay cho ngươi đối với viễn ca nhi không tốt lúc đầu nghĩ đến hai nhà là thân thích ta vốn không muốn đem chuyện này nói trắng ra nay lại chính ngươi tự đi phá vỡ tầng thể diện này vậy ngươi đừng có trách ta phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn